nhận đồ cho bé chất vải đẹp rất ưng, shop bán hàng rất dễ chịu. Cảm ơn chị Nguyễn Thu nhé mọi người, và chấm bài lên trên đi mọi người. Bố chị lên cho em xin một lời chấm bài với nhá. Chấm bài lên đi, em xả hàng để sang. Chị Lan ơi, cho sang đi. Em rồi. Hello các bác nha. Mọi người ơi, chấm bài lên cho em đi nào. Chấm bài lên để tè ta lên nhá. Hello Phạm Hằng, hello Candy này, hello các chị nha mọi người. Chấm bài lên để em lên em xã hàng lễ sai nha mọi người nhá. Ở trên này có chị nào tên là Đông Phương không các chị? Có chị nào đang xem live tên là Đông Phương không ạ? Tại vì là bên em lên bị sai số điện thoại ấy, nên không phát được cho chị ấy, nên bây giờ tìm chị ấy không làm gì được chứ. Mọi người chấm bài lên cho em đi. Tương tác liên tục chấm bài lên cho em nha mọi người nhá. Ship Bình Dương có ship rồi mà, Bình Dương em ship rồi lại các chị. Bình Dương nhà em ship rồi mà, có Bình Dương thì có vài nơi không ship thôi. Còn Bình Dương là đi đơn được rồi nha. Bình Dương đi đơn rồi đúng không? Nha. Bình Dương là đi đơn rồi đúng không? Đi đơn rồi. Nói chung là hôm bưu điện nhận, hôm nó không nhận ấy mà. Các chị cứ mua hàng đi, nếu nhưng mà đi được thì em gửi cho nhá. Rồi mọi người chấm bài lên đi cho em nào. Chẳng biết tìm cái chị Đông Phương ở đâu nữa. Nên bài like thì không có. Xếp Bình Dương. Rồi lên nha mọi người nhá. Lên nha. Cho em 60.000 cho em nhé.
60.000 bộ da cá cho em size 15 cân đến 18 cân, 3-4 tuổi mặc được cho em, chất da cá rất là đẹp. Cái này là da cá tàu nha mọi người nhá. 02 có 2 bộ thôi. 2 bộ thôi tặng luôn 02 cho em này. 02 tặng với giá là bao nhiêu ạ? 60.000. 60.000 một bộ. Đẹp quá, được 60.000. 60.000. Đẹp luôn. 02 cho em nhé mọi người nhá. Chị nào lấy 02 thì comment là 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em và có đơn nha. Đấy, 02 mình lên quét cho em bộ tiếp theo. 03 này, 10.3 lên cho em nhá. Còn cái này lên cho em 03 này, 03 cho em này. Con này lên cho em size 25 cân 03 này. Đây, cái này lên cho em bộ theo nhá. 03 cho em 25 cân cho em này, 70.000 cho em nhá. 03 70.000 cho em. Đây bộ gấu, bộ hammer theo cho em 03 này. 03 size cho bé là 25 cân nhá mọi người nhá. 25 cân 70.000 cho em. 03 03 25 cân 70.000 cho em nhá. 03 cái này lên là 03 cho em đi. Là rất là xinh cho em nhá. Có set vest, set vest không có hết rồi. Rồi 03 cho em có 2 bộ thôi ạ. 2 bộ cho em màu xanh và màu nâu cho em này. Xanh và màu nâu cho em này. 70.000 cho em, 25 cân cho em nhá. 25 cân tầm 5-6 tuổi, 5-7 tuổi cho em. 03 cho em nhá, 70.000 một bộ nhá. Mọi người ơi, chia sẻ like cho em đi mọi người. Nhớ là hàng lẻ sai các chị đặt đơn, từ 2-3 sản phẩm trở lên là mới có ha, mới có nhân viên gọi đi nhá mọi người nhá. Chứ còn đặt một cái là không có ai gọi đâu. Một cái dưới 100.000 là nhà em không gọi đâu, vì là đã sale đổ vốn rồi thì đi đơn 3 sản phẩm trở lên giúp em. Rồi 03 Đồng Nai chưa đi đơn được đâu chị. Đồng Nai chưa đi đơn được. 03 nhá mọi người nhá. 03 cho em rồi, cái này lên cho em luôn này. Cái này lên cho em 04 này. Đấy, mã tiếp theo lên cho em 04 này. 04 cho em này, size từ 17 cân đến 22 cân cho em. 04 này. Xem vết không có nhá, xem vết em không có rồi. Rồi cái này lên 04 cho em nhá. 04 cho em này. Size 17 cân cho đến 22 cân cho em này. 4 đến tầm 6 tuổi mặc vừa cho em. Cái này lên là 04 cho em túi hộp này. Cái này túi giá thôi nhá mọi người nhá. 04 đi. Cái này lên 04 cho em, 99.000 luôn cho em này. 99.000 cho em, con này là 04 nhá. 22, 23 cân quay đầu, 17 cân đến 23 cân quay đầu cho em. 04, 99.000 cho em nhá. 04 cho em đi. Cái này đây là 04 cho em, 99.000 cho em. Vi Nguyễn có 03 rồi, Trần Trinh 03 rồi, ok. Đầm ở sau cái này á hả? Cái này đúng không? Cái này là 04 à? 04 cho em nhé mọi người. Cái mặt này lên cho em là 04 cho em, bộ da cá nhé. Cái chất liệu là da cá cho em đi. 04 cho em, 99.000 cho em, size 23 cân quay đầu. Quay đầu 17 cân đến 23 cân quay đầu cho em. Mã hàng đây là 04 đi, 99.000 cho em, 4 đến 6 tuổi là mặc được. Số ở Thanh Hóa nhá, số em ở Thanh Hóa nhá. Áo khoác, xem áo khoác, áo bắc đa đấy hả? Rồi Kim Vũ có 03 là cái gì? 03 em hết rồi mà. 03 em hết rồi, 03 em hết rồi. Rồi cái này lên cho em là 04 99.000. 99.000 cho em, 04 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Chị xem cái bộ dập nổi là xem sai gì đấy. 04 size 22 cân quay đầu, 22, 23 cân quay đầu. Các chị lên cân nặng cho em với nhá mọi người ơi. Lên cân nặng cho em nhá. Lên cân nặng cho em, 99.000 một bộ hàng da cá cao cấp cho em, size 23 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. Chị nào lấy 04 thì comment là 04 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Bé trai bé gái 35 cân. Nhà em có bộ xuất hàng bé trai bé gái nhá. Có bộ xuất hàng bé trai bé gái cho em. 04 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các bác nhá. Chị nào lấy 04 thì comment là 04 cho em. 04 sai gì? Đã kia nữa kìa, 15 cân 2 bộ đấy. 15 cân đến 30 cân. Rồi ok, chị nào lấy 04 thì comment là 0499.000 cho em nha. 0499.000. Các chị ơi chia sẻ like cho em với. Cái này á hả? Cái này lên cho em là 0. Cái này á. Đây, cái này lên cho em là 05 nha mọi người ơi. Rồi cái này lên cho em là 05 này. Cái này lên cho em váy xốp 05 này, cái cao cấp cho em rất là đẹp luôn. Váy 30 kg có luôn đây. Cái này rất là đẹp. Cái này là dạng xốp cao cấp cho em nhá mọi người nhá. Xốp vân hoa cao cấp cho em. Mã hàng lên cho em là 05 này. 05 nhá. Con này có size cho bé là từ 17 cân cho đến 37 cân quay đầu cho em. Mã hàng lên cho em là 05 cho em, 135.000 cho em nhá. 135.000 lên cho em một con váy xốp tay bồng này. Chất liệu là gờ, xốp vân hoa cho em rất là xinh. Cái này lên là 05 cho em, màu vàng màu trắng này. 135.000. 05 lên cho em màu xanh cổ vịt này, 135.000 cho em nhá. Xuân Thị Hồng lên
đâu, không có 29 cân thì không 4 đâu nhá. Vũ kéo khóa 19 cân có. Rồi ok, bé gái 40 cân em cũng có nhá. Kim Vũ có 04 rồi ok. Rồi cái này đây là 05 cho em nhá mọi người ơi. 17 cân đến 37, 38 cân quay đầu cho em 135.000 một cái thôi. Nó đẹp dã man luôn các chị. Cái này là tặng shop Vân Hoa cao cấp cho em nhá mọi người nhá. Siêu mềm luôn cho em. Em bán cái đợt này là váy này đợt thứ 3 rồi mà chưa có một chị khách nào chê luôn. Rất là sang, có màu hồng này, màu xanh 05 này. Cho em màu vàng 05 này. Rất là đẹp luôn nhá. Zoom gần chất cho các chị này. 05 cho em 135.000. 05 lên cho em màu trắng này. 05 lên cho em màu trắng này. 135.000 đồng cho em 05 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 05 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn cho em nhá. Hôm trước chị mua váy cho bé 17-18kg. To quá, chị gọi lại đem đổi size cho nhá. Inbox để được đổi size nhá. Rồi Vũ báo chân có 05 ok này. Con này có size cho bé là tầm 17 cân đến 17-18 cân đến 38 cân cho em từ 4 tuổi cho đến 10 tuổi mặc vừa nha mọi người nhá. 4 tuổi đến 10 tuổi mặc vừa cho em. Mã hàng lên cho em là 05 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 135.000. 135.000 đồng cho em 05 trắng này, 05 lên cho em màu vàng này. Ở phần sau thì có phối dây thắt eo cho em rất là xinh nha mọi người nhá. Mọi người chấm bài lên cho em nhá mọi người. 05 lên cho em màu xanh này. Không năm lên cho em màu hồng này. 135.000 đồng cho em nhé mọi người nhé. 135.000 đồng cho em nhé. 135.000. Chị nào lấy 05 thì comment là 05 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn. Tay bồng rất là xinh luôn ạ. Cái này là dạng tay bồng cao cấp cho em nhé mọi người nhé. 05 04 em hết rồi nên váy lệ sai không chị. Váy lệ sai có nhiều. Rồi cái chị nào lấy thì comment là 05 cho em đi. Cái này đây là 05 135.000 đồng cho em nhé. 135.000. Mọi người chấm bài lên giúp em nhé mọi người ơi. Một chị lên cho em xin một lượt chấm bài đi. Rồi 05 nhá. Chị nào lấy 05 thì comment là 05. 135.000 đồng cho em nhá. Hàng cao cấp ở dưới đây là hàng cao cấp siêu đẹp luôn á. Rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy thì comment là 05 cho em nhá mọi người nhá. Mình vừa nhận hàng đẹp, cảm ơn chị hàng đỗ này. Rồi lên tiếp một lẻ size cho em này. Mã tiếp lên cho em là 06 này. Rồi cái này lên cho em mã hàng 06 cho em bộ dập nổi này. Size 15 cân đến 30 cân cho em 06 có 5 bộ nhá, có 5 bộ. 15 cân đến 30 cân cho em chất liệu là da cá cao cấp cho em này. COA 99.000 một bộ luôn. 99.000 đồng một bộ cho em. Mã này lên cho em là 06 đi. Bộ kéo khóa có bây giờ lên nhá. Mọi người chấm bài chia sẻ like cho em với đi. Rồi cái này đây là 06 cho em đi mọi người nhá. 06 99.000. 15 cân từ 4 tuổi cho em đến 30 cân cho em 8 tuổi cho em 06 này. 06 cho em bộ dập nối cho em mà không lựa màu đâu, tại vì có cả màu màu xanh, có cả màu xanh và màu ghi ấy, có cả màu xanh và màu ghi, có 5 bộ thôi ạ. Size 15 cân cho đến 30 cân nhá mọi người nhá. 15 cân đến 30 cân. Heo bé lên số điện thoại. 99.000 đồng cho em. Heo bé lên số thoại. Cái này lên là 06 này. 06 99.000 cho em nhá. Lên cân nặng 06 phải comment cân nặng cho em. Heo bé lên số thoại nè. À lên đúng không? Heo bé lên số thoại nè. Bình thường. Rồi, cái này lên cho em là 06 cho em từ 15 cân đến 30 cân cho em 99.000 bộ da cá dập nổi, hàng cao cấp cho em rất là đẹp luôn ạ. Bộ 250 nha em, bây giờ tặng mấy bộ lẻ size này, bây giờ chỉ sale có 99.000 thôi. 99.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Chất dập nổi cho em rất là đẹp. Cái này là dạng da cá nha mọi người, da cá tàu loại 1 luôn. 06 này, 15 cân đến 30 cân cho em nhá. 15 cân đến 30 cân cho em với giá là 99.000. 4 đến 8 tuổi mặc được cho em nhé mọi người nhé. 06 cho cà rốt 30 cân ok này. 06 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé mọi người nhé. Thích váy à? Ok lên váy. Rồi 06 cho em nhé mọi người. 99.000 cho em. Nhớ đi đơn 2-3 sản phẩm để lên cho em nhé mọi người nhé. Rồi mã tiếp theo lên váy này. Cái váy khác hơn hết đúng không? Rồi mã này lên cho em mã số 07 cho em này. 06 nhá, 06 kèm cân nặng nha các chị nhá. 06 kèm cân nặng. Chị Thu Trang là lấy mã số bao nhiêu? Comment mã số đi nhá. Thu Trang comment mã số giúp em. Rồi cái này lên cho em mã số 07 cho em. Váy 2 dây bèo này, 2 dây sọc cho em nhá. 2 dây sọc cho em này. Cái này có size cho bé đủ size à? Rồi cái này lên cho em size 20 cân đến tầm 27 cân cho em. Mã này lên là 07 cho em nhá. 07 cho em 49 đi. 07 49.000 đồng cho em đi. Mã này lên cho em là 49.000 cho em. Mã hàng 07 kèm cân nặng.
Và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị nha, 0749.000 cho em nhá. Size 18 cân đến tầm 28 cân quay đầu cho em. Không lựa màu 49.000 đồng cho em nhá. 49.000 cho em, con này lên là 08 nhá. 08 cho em. 08 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em mọi người nha. 49.000 cho em 08 này. 08 các chị nhớ là comment mã số kèm số điện thoại kèm cân nặng cho em nhá mọi người nhá. Châu Anh Tuyết có 0617 cân ok nhá. Mã này lên là 08 cho em, à, 07 nhá, 07 nhá. 0707 cho em nhá. 07 cho em, cái này lên là váy xong 07 cho em 49.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 49.000 cho em, 49.000 đồng cho em nhá. 49.000 cho em. Mã này lên cho em là bộ kéo khóa cho bé hả? Ok. Giờ chị nào lấy 07 thì comment là 07 cho em, size 20 cân đến 28 cân nhá. 20 cân đến 28 cân cho em với giá là 20 cân đến 28 cân 49.000 cho em, 07 cho em nhá, 49.000 cho em. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị nhá. 49.000 cho em một bộ thôi. Một váy thôi 49.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy thì comment là 08 cho em 49 à 07 49.000 các chị lên mã hàng kèm cân nặng đi. Bộ kéo khóa bao nhiêu cân? Bộ kéo khóa bao nhiêu cân? Rồi cái này bộ này còn ít người sale luôn này, size 25 cân đúng không? Size gì? Rồi cái này lên luôn cho em size 25 cân sale này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 08 này. Bộ da cá nha mọi người nha, da cá theo cho em 08 này. Con này có size cho bé là từ 18 cân đến 25 cân cho em 4 đến 6 tuổi mặc được cho em, mã hàng lên cho em là 08 nhá. 08 cho em tri ân cho em 115.000 một bộ. Cái này em đang hết vừa sale luôn này. Lăn cầm hết cách. Ok lên cho em con này là 08 nha các chị nhá. Cái này lên cho em mã hàng là 08 cho em này. Diễm Huynh 07 này, Ngọc Trân 07, Ngọc Trần 07 rồi ok nhá. Rồi cái này lên cho em là 08 bộ khóa nha mọi người, bộ khóa theo chữ cho em, size 18 cân đến 25 cân cho em với giá là 119.000 một bộ đúng không? 119.000 đồng một bộ cho em, con này lên là 08 đi nhá. 08 25 cân quay đầu, chất liệu là da cá tàu loại 1 luôn cho em nhá, rất là đẹp luôn này. Có màu mỡ gà và 08 lên cho em là màu hồng nhá. 08 mỡ gà và 08 lên cho em màu hồng cho em. Nhà em không có bé trai nhá mọi người. Nhà em chỉ có bộ xuất hàn bé trai thôi. Nhà em chỉ có bộ xuất hàn bé trai thôi nhá. Rồi 08 lên cho em màu hồng này, 08 lên cho em màu mỡ gà này. Full size là từ con này là 08 nhá mọi người, màu kem hoặc là màu hồng cho em nhá. Size cho bé là từ 18 cân đến 25 cân cho em, 4 đến 6 tuổi mặc được. 4 đến 6 tuổi hoặc 4 đến 5 tuổi cho em mặc được cho em. 08 cho em 119.000 đồng cho em bộ này. Toàn cái phần này là da cá hay là theo cho em nhá mọi người nhá. 08 có 19 cân, cái này từ 18 đến tầm 25 cân cho em mà nhá. Đấy ba màu đợi xíu nhá. 07 cho Châu Anh Tuyết rồi ok nhá. 30 cân không có đâu. Không có 30 cân đâu nhá. Thùy Anh Nguyễn có 08 rồi ok nhá. Rồi cái này 08 cho em 119.000, còn một ít thôi em xem 119.000. 119.000 size 25 cân quay đầu cho em nhé mọi người nha. 25 cân quay đầu cho em đầm ở sau 135.000, mã hàng 05 đầm trắng ở sau nhá. 135.000 size 38 cân quay đầu cho em, mã sau là 05. Rồi chị nào lấy thì comment lên cho em con này là 08 đi. Lên cho em mã số là 08 cho em váy bộ thêu khóa. Cái này là dạng áo khoác cho em, chất da cá rất là dày và đẹp luôn. Cái này size 18 cân đến 25 cân cho em, 4 đến 6 tuổi là mặc được. 4 đến 6 tuổi là mặc được cho em với giá là 119.000 một bộ thôi các bác nha. 119.000 cho em hôm nay tri ân luôn 119.000. Chứ bình thường những cái bộ này em cũng không nhập được 119.000 luôn á. Không nhập được 119.000 luôn đấy. 08. Cái này đây là 08 bộ cho em là 08 nhá. Bộ này là 08 màu kem và 08 lên cho em là màu hồng nha các chị nha. 08 kem và 08 hồng cho em 119.000 đồng một bộ cho em nhá. 119.000 đồng một bộ cho em 08 cho em. Châu Ánh Tuyết có 07 rồi, có rồi nhá. Rồi 08 cho em 119.000 cho em nhá. Đầm sang màu á hả đây. Rồi mã tiếp theo lên cho em 09 này. Đây nghe máy này. Rồi cái này lên cho em 09 này. Mã tiếp theo lên cho em con này là 09 này. 09 cho em váy pha màu cho em nhá. Con này có size cho bé là từ 10
18 cân cho đến 35 cân cho em. Mã hàng lên cho em là 09 cho em này. 09 cho em này. Cái xe luôn 115.000. 115.000 cho em, mã này lên là 09 cho em nhá mọi người nha. Size 18 cân cho đến 35 cân cho em 09 này. 09 cho em màu hồng này. Cái phần ngực này là có xếp ly nhá mọi người nhá. Có xếp ly cho em rất là xinh luôn. Mã này lên là 09 cho em màu hồng này. 09 lên cho em màu trắng này. Màu trắng này. 09 lên cho em màu xanh này. Màu xanh 115.000 đồng cho em nhá. Và 09 lên cho em màu vàng 115.000 đồng cho em. Mã hàng lên cho em là 09, kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người ơi. Cái này là dạng pha màu rất là đẹp. Cái này chất liệu của nó là cowboy cho em nhá. Size 18 cân từ 4 tuổi trở lên cho em đến tầm 35 cân cho em nhá mọi người nhá. 35 cân 10 tuổi quay đầu cho em. Mã hàng lên là 09 cho em nhá mọi người nhá. 09 vàng. 09 lên cho em màu xanh cho em. 09 lên cho em màu trắng này. Và 09 lên cho em là màu hồng này. Màu hồng cho em 09 nhá mọi người nhá. Mọi người chấm bài tương tác lên cho em với nó. Đồng 19 cân cái này vừa đấy thấy. Cái này size từ 18 cân trở lên mà. Cho xem mẫu da cá tay dài. Trời ơi chứ nãy giờ em lên da cá toàn da cá tay dài nha. Em có làm gì có da cá tay ngắn đâu. Làm gì có mã nào da cá tay ngắn đâu. Rồi cái này lên là 09 nha mọi người nhá. Mã hàng lên cho em là 09 cho em. Thấy pha màu cho em 09 cho em. Size 18 cân đến 35 cân cho em 115.000 nha. 115.000 đồng cho em 09 này. 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho em này. Màu hồng này, 09 lên màu trắng này. 09 lên cho em màu xanh này. Màu xanh này. 09 lên cho em màu vàng này. Màu vàng nghệ cho em. Mã này đây là 09 cho em rất là đẹp. Cái này phối màu sang lắm. Ở phần sau thì có phối dây thắt eo cho em để tạo eo cho bé nhá mọi người nhá. 09 kèm cân nặng cho em này. Vú báo chân có 08 rồi à 09 rồi ok. 09 cho em màu xanh nhá, màu vàng này. 09 lên cho em màu trắng này. 09 lên cho em màu hồng này. Màu hồng này. 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho em 115.000 tính gì? Vừa nha chị. Hàng đẹp chuẩn nên tốn tiền lắm rồi. 37 cân 1m3 mặc vừa chị can đi nhá. 37 cân 1m3 mặc vừa. Mặc vừa luôn. 09 cho em cái dáng này rất là dài. Cái này là chị Nhung chưa hôm qua nghe máy chưa? Chị Nhung chưa hôm qua nghe máy chưa ạ? Hôm nay Nhung Trương có đơn chưa? Hôm qua không nghe máy này, gọi cả ngày hôm qua không nghe máy này. Vậy Lê có 09 rồi ok nhá, không có 43kg đâu. Cái này 35 cân qua lại thôi nhá. Heo bé có 09 rồi ok nhá. 09 cho em này, 1m3 quay đầu vừa. Cái này lên 1m4 ấy chứ. Ngọc Cường Trần có 09 rồi ok. Vậy Lê 09, heo bé 09 rồi ok nhá. Cái này size 35 cân quay đầu thôi các chị ơi. 35 cân quay đầu cho em đi nhá. 35-36 cân quay đầu cho em. 40 cân không vừa đâu nhá. Rồi 09 cho em 115.000 một cái thôi ạ. 115.000 đồng cho em 09 cho em nhá. Đủ màu cho em nhá. Màu hồng, màu trắng, màu vàng và màu xanh cho em nhá mọi người. Cái bé này sang lắm. Hồng, trắng, vàng, xanh cho em mặc lên rất là tôn da. Cái dáng này nó rất là dài nhá mọi người ơi, chứ không phải dáng váy ngắn đâu. Màu hồng này, màu trắng này, màu xanh này. Và 09 lên cho em màu vàng này. Màu vàng cho em nhá mọi người nhá. 09 115.000. 115.000 cho em nhá. 115.000. Nhà em không có bé trai đâu ạ. Không có bé trai nhá. Rồi chị nào lấy 09 thì comment cho em là 09 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người ơi. 115.000 đồng cho em nhá. 115.000 qua nãy nhá mọi người nhá. Qua nãy cho em này. Rồi cái này lên cho em mã số 10 này. Cái này lên màu gì? Màu trắng à? Màu trắng, màu trắng đi. Rồi cái này. Rồi cái này lên cho em mã hàng số 10 này. Cao 1m24 vừa chị ơi. Vừa nha. 26-27 cân vừa mà. Rồi cái này lên cho em mã hàng số 10 cho em này. Cái này size cho bé là từ 15 cân đến tầm 25-27 cân quay đầu cho em này. Váy nơ ngực nha mọi người nhá. Lên cho em con váy nơ ngực phối liền luôn cho em này. Với giá là sale hôm nay sale 99.000 luôn. 99.000 lên cho em con váy nơ ngực. Mã hàng cho em là 10 cho em này. Mã số 10 size từ 15 cân cho đến 15 cân cho đến 27 cân nhá mọi người nhá. 15 cân nhá mọi người nhá. Dồn đơn nhưng mà chị phải nghe máy. Thế nhà em dồn đơn hôm qua gọi cả ngày chị không nghe máy đó. Gọi cả đến tối mà không nghe máy đó. Sáng nay gọi là nghe máy chưa đấy ạ? Nếu như mà chị không nghe máy là nhà em xả đơn ra chứ không dồn đâu. Tại vì toàn hàng lẽ sai thôi. Chị dồn hay không? Dồn hay không cũng phải nghe máy chứ. Với lại nhà em là không có cái quy định được dồn đơn đâu nhá. Chị là khách quen mua nhiều lần rồi mới để đơn.
đơn cho chị ấy mà cứ gọi không bao giờ nghe máy luôn á, không hiểu sao. Rồi cái này đây là mã số 10 cho em nhá, 99.000 cho em váy nơ ngực cho em, chất liệu là xốp Văn Hoa. À cái này là xốp nha mọi người, đuổi xốp cho em nhá. Cái này là đuổi xốp cho em, mã hàng số 10. Yến Như lên số điện thoại đi chị ơi. Chị Yến Như lên số thoại cho em nào. À, bộ đen ở sau không có 38 cân đâu, bộ đen nhà em toàn mà bộ đen lấy là của bé gái ấy. Thùy Trang có 09 em chuyên bé gái rồi nhá. Rồi ok nhá. Cái này lên cho em mã số 10, 99.000, size 27 cân quay đầu cho em, 15 cân từ 3 tuổi cho em đến tầm 25-27 cân cho em và 78 tuổi quay lại mặc vừa cho em mã này nhá mọi người nhá. Ở phần sau cũng có dây thắt eo này rất là xinh. Mã hàng số 10, 99.000, còn mấy cái sale 99.000 đồng luôn cho em nhá. 99.000 cho em, mã hàng là 10 kèm cân nặng cho em nhá. Cái này chất liệu là đùi gân. Cái này là đùi gân này nó rất là mềm và co giãn cho em nha các chị yêu nhá. Còn cái phần hoa này là nó phối liền luôn này, nó phối liền với váy nên là các chị quay giặt máy giặt thoải mái cho em, không bong không chắc được nha. Mã hàng 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. 10 cho em với giá là, mã số 10 cho em với giá là 99.000 nhá. Thanh Thúy có 09, Yến Như 09 rồi ok này. Ở Thanh Thúy có rồi, ok các chị nhớ lên đúng số thoại nhá. Mã hàng 10 cho em 99.000. Mã hàng 10 cho em 99.000 đồng cho em nhá. Quần dài legging à? Có quần legging à? Không, nhà em không có quần legging đâu, chỉ có quần len với quần tất thôi. Quần len với quần tất thôi. Rồi chị nào lấy 10 thì comment cho em là 10 kèm cân nặng cho em là có đơn nha các chị nhá. 10 cho em màu xanh. Và mã hàng số 10 cho em màu trắng này. Mã hàng số 10 màu xanh và 10 cho em màu trắng nhá mọi người nhá. 10 xanh 10 trắng cho em với giá là 99.000, size 27kg quay đầu cho em nhá. Nghe điện thoại đi chứ các chị lúc nãy vừa gọi đây à? 095 vừa gọi đây đúng không? Rồi qua mã nha. Chị nào lấy thì comment là 10 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. Mã hàng 10 cho em nhé các chị nhé. Mã hàng số 10 cho em nhé mọi người nha. Rồi mã tiếp theo lên cho em bộ này. Lên xem bộ này sang gì đấy. Ra thành phố rồi chị ơi. Xe hàng bé đây. Rồi. Alo. 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 Đây thì nói đi ạ. Sao đấy ạ? Nhà Kim Huấn nhận là hàng kho rồi thì bây giờ các nhà Kim Huấn phải có trách nhiệm mang về cho bọn em chứ. Ông ấy hứa, ông ấy nói là ông lên mà, ông còn điện cho em là ông lên mà. Biết là phải lấy về bán rồi, bây giờ nhà xe nhận rồi với các chị cũng nhận trong rồi thì bây giờ chưa có người này nhờ. Bây giờ chưa lấy được hàng thì các chị phải trông cho em chứ. Bây giờ bảo là thực tệ làm sao được. Mấy trăm triệu tiền hàng. Rồi để em liên hệ với xe lại nhá. Rồi cái này lên cho em mã tiếp theo này. 07 cho Kim Vũ, 07 là cái gì? Hết rồi sao ấy? Rồi cái này lên cho em mã số bao nhiêu đây? Mã số 11 cho em nhá. Mã sai sai gì và xem sai gì ta? 17 với 27 cân. Rồi cái này lên cho em là size 17 cân và size 27 cân cho em. Mã hàng lên cho em là 11 cho em này. Còn mấy bộ sale luôn cho em nhá, 80.000 luôn. 80.000 bộ da cá cho em nhá. 80.000, mã này lên cho em là 11 cho em nhá. Có hai loại size, size 17 cân và size 27 cân cho em. 80.000, 80.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 80.000 đồng cho em, không có nhỉ. Rồi cái này lên cho em mã số là 11 cho em nhá mọi người ơi. Cái này lên là 11 cho em này, size 17 cân 4 tuổi và size 27 cân cho em nhá. 7 tuổi cho em mặc vừa, 4 và 7 tuổi mặc vừa cho em nhá. 4 và 6, 7 tuổi mặc được cho em bộ này. Với giá là 80.000 cho em nhá mọi người nhá. 80.000 cho em nhá. 80.000 đồng cho em. Nếu sẽ mang hàng về chứ. Năng mấy bao hàng về. Rồi ok nha, chị nào lấy thì comment là 11 kèm cân nặng cho em nhá mọi người nhá. 11 kèm cân nặng cho em nhá. Có hai loại size 17 cân và 27 cân cho em nhá. 80.000 nhá. 80.000 chất liệu của nó là da cá nhá mọi người nhá. Cái này là da cá nhá mọi người nhá.
11 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhé. 11 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé. Rồi mã tiếp theo lên kèm mã số 12 này. 80.000 bộ cháu thôi ta cá nhé. Ta trưởng. Rồi bộ báo hồng lên cho em mã số 12 này. Một bộ cái này lên cho em một bộ 17 cân và một bộ 27 cân, một bộ 17 cân và một bộ 30 cân cho em mã số 12 này. 12 80.000 luôn bộ báo hồng này. Một bộ 18 cân và một bộ là 28 cân cho em nha. Cái này lên cho em này, mã số này lên là 12 đúng không? Một bộ 18 cân và một bộ là 28 30 cân cho em. Bộ này cũng xem 80.000 luôn, báo hồng chất liệu là da cá nhá. 80.000 cho em nhá. 80.000 chất liệu là da cá cho em này. Đó, da cá cho em nhá mọi người nhá. Bộ 22 cân có nhá, đợi xíu nhá. 80.000 cho em, mã này lên là 12 đi. 12 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em nhá mọi người nhá. 12 bộ đen ở sau hả? Tụi còn sai không chị Lan nhỉ? Bộ đen bộ đen này. Mười hai kèm cân nặng cho em một bộ. Minh Châu lên số điện thoại đi ạ. Một bộ 18 cân và một bộ là 28 cân cho em nhá. Em mã số tiếp theo lên cho em là 13. Em làm gì có màu đen đâu chị. Đây bộ đen sau ấy. Rồi cái này lên cho em bộ đen này. Bộ đen cho em mã số lên là 13 này. Mã tiếp theo lên là 13 cho em bộ gấu nhá. Bộ gấu cao cấp cho em, bugi cao cấp cho em, chạy sườn chữ cho em rất là đẹp. Cái này là có bo chữ nó rất là xịn luôn á. Cái này hàng cao cấp, hàng da cá cao cấp cho em nhá. Không sai là cái này vẫn sai 30 cân chứ. Chị Nguyễn Minh Châu không lên số điện thoại à chị? Rồi cái này lên cho em 17 cân, 17, 18 cân và size 28 cân quay đầu đến 28 cân quay đầu đúng không? Rồi mã này lên cho em mã số 13 cho em với giá là 100, cái này sale luôn 100, hôm nay sale 149.000 một bộ nhá. 149.000 đồng cho em này, bộ gấu á. Bộ gấu búp ri cao cấp cho em nhé mọi người nhá. Cái này trên này là gấu theo trên này. Đây rất là đẹp luôn. Cái này chất liệu là da cá hàng Quảng Châu cao cấp trên này. Chạy bo chữ ở phần gấu và phần tay cho em rất là xịn sò luôn nhé mọi người ơi. Cái này siêu sang luôn. Đặc biệt là có cái con gấu này này. Có cái con gấu nó rất là nổi luôn nhé mọi người ơi. Mặc dù là cái này màu đen nhưng mà cái con gấu này nó sáng nên là mặc nó rất là sang sang trọng luôn cho em nhé mọi người. Không hề tối luôn. Mã này lên là 13 cho em 149.000. Size 18 cân đến 28 cân cho em nhé mọi người nhá. Mã hàng 13 cho em nhá. 13 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn bộ báo hồng đấy. Chị nào thật vừa đấy chị cho. 13 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Mã hàng 13 149.000, size 18 cân đến 28 cân cho em comment mã số là 13 nhá. Hạ 12 hết rồi. 12 hết rồi nhá. Ngừng chốt 12. Cái này lên là 13 cho em, size 28 cân quay đầu cho em 149.000 đồng cho em hàng cao cấp nha mọi người ơi. Cái này hàng Quảng Châu đẹp lắm. Cái này chất liệu là da cá cho em, các chị nhìn này. Da cá tàu cho em nó rất là dày, rất là mềm luôn nha mọi người nhá. Rất là dày và rất là mềm luôn cho em. Rất là xinh luôn. Chị nào lấy thì comment cho em là 12 nhá. Mã hàng 12 kèm 13 xin lỗi mọi người. Bộ gấu đen này là 13 149.000, mã hàng 13 149.000 cho em nhá mọi người nhá. 13 cho em nhé mọi người nhé. Hiền Nguyễn có 13 ok. 18 cân đến 28 cân 149.000 cho em nhé mọi người nhá. 149.000 đồng cho em bộ gấu này. 149.000 con này là 13 cho em nhé mọi người nhá. 13 cho Thúy Liền. Hiền Nguyễn có 13 ok. 149.000 cái này tầm 4 tuổi đến tầm 28 cân, 4 đến 7 tuổi nhé mọi người nhá. 4 đến 7 tuổi mặc vừa cho em ạ. Quần nhà em nó dài chứ không phải là quần ngắn đâu. Cái này là size bé nhất đây này. 18 cân đến 28 cân cho em là có size. Đây quần nhà em nó rất là dài luôn á. Mặc dài cho em nhé chứ không phải là quần ngắn đâu nhá. Rồi chị nào lấy thì comment là 13 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em 149.000 nhé mọi người nhá. Siêu sang luôn. 149.000, 18 cân đến 28 cân cho em 149.000 đồng cho em nhé mọi người nhá. 149.000. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Lên cái tầng phía sau lên rồi. Cái tầng phía sau 115.000 vừa lên xong mà. Một ngày xa cho bé là đến 35 cân. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mã tiếp theo lên cho em bộ dập nổi cho em mã số 14 này. Mã số 14 cho em này. Con này có size cho bé là từ 20 cân cho đến 35 cân cho em mã số lên là 14 nhá. 109.000 một bộ. 109.000 bộ dập nổi cho em nhé mọi người nhá. 109.000 cho em. Không lựa màu nha các chị ơi, bộ này không lựa màu thì còn có mấy bộ thôi nhá. Còn có mấy bộ em xem 109.000 đồng luôn cho em mã này lên là 14 đi. 14 cho em nhá. Phạm 6 13 này, Tu Mê Phạm Tu Mê 13 ok này. Áo bra nhà em không có hết rồi ạ. Mỹ Phượng có 13 ok nhá.
109.000. Mã hàng là 14 à, 14 nhá. Mã số 14 cho em 109.000 cho em nhá. 14 109.000 đồng cho em chất liệu là da cá cho em, và toàn bộ một cái cây này là nó dập nổi này, nó rất là mềm nha mọi người ơi. Cái này dập nó mềm lắm, rất là xinh luôn cho em mọi người nhá. Bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em. Áo khoác bé trai nhé, em không có bé trai rồi. Nhé, em chuyên bé gái nhá. Mã số lên là 14 kèm cân nặng cho em là có đơn này. 14 cho em 109.000 size đại nhá. Cái này size đến 35 cân quay đầu cho em. Và không lượng màu nha các chị yêu nhá. Bộ này còn mấy bộ thôi em tặng không lượng màu. 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 size 20 cân đến 35 cân cho em. Mã hàng 14 đi. 14 kèm cân nặng cho em là có đơn. Các chị yêu nhớ đi đơn 2 sản phẩm trở lên để được gọi chốt đơn nha các chị yêu nhá. Cố gắng đi đơn 2-3 sản phẩm trở lên để được gọi chốt đơn nha các bác nha. Mã số lên là 14 kèm cân nặng cho em 109.000. Bán tri ân cho các chị 109.000 đồng cho em. Rất là đẹp, 109.000 cho em nhá. Ship toàn quốc 30.000 thôi nhé. Ship 30.000 bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em bộ dài tay bé gái đây. Trời ơi đây là bé gái nhé, em không có bé trai đâu nhé. Em bó em không ra bé trai đâu nhá. Mỹ Phượng có 14, Ngọc Cường Trần 14 rồi ok. Mã này là 14 cho em 109.000 cho em. Có màu xanh với màu vàng cho em nhé mọi người nhá. Cái bộ thể thao này thì trai gái đều mặc được. Nói chung là hàng thể thao thì dễ mặc lắm. Hàng thể thao thì rất là dễ mặc. Nên là các chị yên tâm là trai gái đều mặc được cho em. Còn nhà em thì không có bé trai, nhà em chỉ chuyên đồ bé gái thôi nhá mọi người nhá. Chị nào lấy bộ dập nổi này thì comment là 14 cho em đi. 109.000 nha mọi người nhá. Size 20 cân đến 35 cân cho em. 109.000 đồng cho em. 109.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy thì comment là 14 giúp em nhá mọi người nhá. 14 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Ngọc Linh có 14 rồi ok nhá. 14 109.000 size 35 cân quay đầu cho em. 14 rồi Ngọc Linh có 14 rồi ok giống nhau rồi ok. Nếu lấy giống nhau thì em sẽ cho hai màu giống nhau. Còn mấy bộ này sale luôn size 15 đến 18 cân cho em này. Mã tiếp theo này, mã số 15 nhá. Size 15 cân đến 18 cân. 15 đến 18 cân cho em này. 4 tuổi, 4 đến 5 tuổi mặc được nhá. 15, 4 tuổi cho em. Mã này lên là mã số 15 cho em này. Mã số 15 cho em này. Size 14, 15 đến 18 cân cho em, 4 tuổi mặc được cho em nhé mọi người nhá. 3-4 tuổi mặc được cho em bộ này. Cái này em tặng các chị luôn với giá là còn có mấy bộ thôi. Còn có mấy bộ sale luôn cho em. 99.000 một bộ. 99.000 một bộ cho em. 99.000 một bộ cho em nhá. Mai Đào 14 rồi ok này. Ngọc Linh 14 rồi ok nhá. Có áo áo da hả? Áo da hả? Áo da thì không có nhá. Bộ trên à, bộ đen treo 149.000. Rồi chị nào lấy thì comment lên cho em. Mã hàng lên là 15 cho em nhá. Bao nhiêu nhỉ? 99.000 cho em nhé mọi người. Bộ da cá cao cấp cho em 99.000 phối màu nhá. Cái này là dạng phối màu size 14 đến 18 cân cho em nhá. 14 đến 18 cân cho em. Tầm 3-4 tuổi mặc được cho em bộ này. 99.000 một bộ cho em nhá. Hàng cao cấp rất là đẹp và cái này chất nó dày lắm. Cái này không về thêm, còn có mấy bộ thôi ạ. Sale tặng 99.000 cho em, hàng 250. Bây giờ sale 99.000 cho em nhá mọi người nhá. Bộ ngố bé gái 30kg không chị có. À bộ ngố có đấy. Có đấy. Rồi chị nào lấy thì comment lên cho em. Mã số lên cho em là 15 đi. 15 cho em nhá. 99.000 size 14 đến 18 cân cho em nhá mọi người nhá. 4 tuổi quay đầu cho em. 4 tuổi quay đầu cho em. Bộ này đẹp xuất sắc luôn. 4 tuổi quay đầu giúp em nha các chị nhá. Chị nào lấy thì comment là 15. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho em nhá mọi người nhá. 15 cho em, không có 24 cân. Không có 24 cân, còn có mấy bộ với size 99.000 chứ em mà có 24 25 cân thì lại không có giá này đâu. Rồi nha, chị nào lấy thì comment cho em mã số là 15 đi. 15 cho em nhá. 15 cho em nhá mọi người nhá. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho em 15. Cái này lên là 15 cho em nhá. Nguyễn Nhung 14 rồi, Thảo Còi 14 ok. 18 cân quay đầu cho em, 15 99.000 đồng cho em nhá mọi người ơi, đẹp lắm. Bộ này các chị em thấy các chị không làm được thêm chứ, tại vì cái này là phối màu nó rất là khó mà lâu á. Cái này là phối vải nó khác màu chứ không phải là full đâu nhá. Nhà em là phối, cái này là nó khác màu, cái chất liệu vải là khác màu ấy chứ không phải là hình full hình dán đâu. Rất là đẹp luôn á, cái bộ này đẹp dã man luôn. Rồi chị nào lấy thì comment là 15 cho em với giá có 99.000 luôn nhá. 99.000 cho em nhá mọi người nhá. 99.000 lên cho em một con mắc ca này. Rồi bạn tiếp theo lên cho em áo mắc ca cho em này.
cho em mã số lên là 16 này. À, bắt ca rất là đẹp. Lên cho em con bắt ca phối búp đi nhé mọi người ơi. Mã tiếp theo mã số 16 này. Mã số 16 cho em này. Đài Phương lên số điện thoại đi chị. Các chị ơi lên số thoại đi nào. Đài Phương lên số thoại nào. Lên cho em một con bắt ca phối sọc cho em này. Bên trong có lót bông toàn bộ luôn nhé mọi người nhé. Lót nỉ lông này. Đây, bên trong toàn bộ là lót nỉ lông cho em nhé mọi người nhé. Rất là đẹp luôn cho em. Mã này lên cho em mã số là 16 cho em, size cho bé là 15 cân đến 35 cân cho em này. Với giá là 179.000 một áo thôi. 179.000 đồng một áo cho em một con bắt tay cho em nhá. Ở phần nón này có phối sọc búp ri cho em rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đó, rất là xinh nhá mọi người ơi, siêu mềm cho em. Phần ngoài này là chất liệu là kaki mềm cho em nhá, không nhăn. Phần eo này có dây rút cho em để tạo eo này. Cái này dạng là bắt tay cho em nhá mọi người nhá. Dạng áo bắt tay cho em size 15 cân đến 35 cân cho em nhá. Mã này lên cho em mã số 16 này, 179.000 một áo. 179.000 một áo thôi ạ. Mã này lên là 16 nhá mọi người nhá. Mã 15 không lựa màu. Đài Phương là lấy 15 thì comment số thoại không lựa màu 15 nhá. 15 có mấy bộ thôi, có 5-6 bộ thôi. Rồi chị nào lấy thì comment lên con này cho em là 16 áo bắt tay cho em này, 179.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 179.000 đồng cho em. 179.000 đồng cho em. Size cho bé là từ, con này có size là từ 15 cân 4 tuổi trở lên cho em nhá. Đến tầm 35 cân cho em nhá mọi người ơi. Tầm 1m, nói chung là tầm 1m35 quay lại là mặc vừa cho em. 1m35 quay lại là mặc vừa cho em. Cái bộ, cái áo này cho em ạ, rất là đẹp. Chất là mềm lắm, siêu mềm luôn cho em nhá mọi người. Và phối cái pha phối sọc như thế này nó rất là sang. Bên trong thì toàn bộ là lót bông nhá mọi người nhá. Lót lông nhá mọi người nhá. Đây, cái này lót lông cho em nhé mọi người nhé. Rất là mềm và dày cho em nhé mọi người nhé. Siêu ấm luôn. Có 179.000 một cái thôi. 179.000 cho em. Mã lên cho em là 16 đi. 16 nhé mọi người nhé. 16 cho em nhé. 179.000. 16 lên cho em màu hồng này. Và 16 lên cho em là màu vàng nhé. 16 hồng, 16 vàng cho em. 179.000, 179.000 cho em ạ. Cái này là dạng đuôi vịt nha mọi người nhá. Cái này là dạng đuôi vịt ấy. Cái này là sau nó dài hơn. Mọi người ơi, chấm bài lên cho em với nào các chị ơi. Mỗi chị lên cho em xin một lượt chấm bài với nào. Mỗi chị lên cho em xin một lượt chấm bài với nào. Các chị chấm bài tương tác lên cho em với các chị ơi. Chấm bài lên cho em với nào. Tuổi 1m35 quay lại là mặc vừa nhá. 1m35 là mặc vừa cho em. Mã này lên cho em là 16 đi. Mã số 16 đi nhá mọi người nhá. Cái này lên là 16 cho em nhá mọi người nhá. 16 cho em, 179.000 một áo cho em, size 15 cân đến 35 cân cho em. Đúng rồi, các chị chấm bài liên tục cho em với nào. Chị nào đang nghe em nói nào, tương tác và chấm bài liên tục lên cho em với nhá mọi người nhá. Tương tác và chấm bài liên tục lên cho em nhá mọi người nhá. À, pha 179.000 một cái thôi. 179.000 áo lót lông, bắt ta lót lông cho em, siêu mềm, siêu đẹp luôn. 15 cân đến 35 cân cho em. 179.000 có hai màu hồng và vàng cho em nhé mọi người nhá. À, hồng và vàng cho em nhé mọi người nhá. Bạn Bảo An có 16, ok nhá. 16 cho em nhé mọi người. Cái này 16 cho Đỗ Hoài này. 179.000 thôi. 15 cân cho đến 35 cân cho em ạ. 16, cái này lên là 16 cho em. À, Việt Thúy Hồ có 15 rồi, ok. Cái này lên là 16 nha mọi người nhá. Phạm 6 có 16, ok. Cái này là size 15 đến 35 cân cho em này. 179.000. 179.000 một con bắt cao cho em. Túi hộp xịn xò lắm các chị ơi. Mua ở đâu được cái này 179.000. Em thề các chị không mua được ở đâu cái này 179.000 luôn đấy. Rất là đẹp luôn cho em này. Có túi hộp đàng hoàng luôn nha mọi người nhá. Phú Thúy có 16 rồi, ok nhá. Phạm 6 16, ok này. 16 vàng, 16 hồng cho em nhá. Việt Thúy Hồ 16, ok các chị ơi. Nhớ là chấm bài liên tục lên cho em với nha các chị nhá. Chấm bài liên tục cho em với nào. Màu hồng và màu vàng cho em. Có hồng và có vàng cho em nhá. Phối pha phối sọc rất là sang này. Là sang lắm mà đẹp lắm các chị ơi. Mã số là 16, 15 cân đến 35 cân cho em này. Đó, đẹp chưa. 15 cân đến 35 cân cho em. 179.000 một cái áo lót lông cho em nhá mọi người nhá. Lót lông hàng cao cấp cho em nhá mọi người. Siêu mềm và không hề nhăn luôn. Ở phần trước ngực là có thêu này. Có thêu gấu cho em này. Đó, mã này lên là 16 đi. Áo gió có nhá. Minh Hằng có 16, ok nhá. Chị nào lấy 16 thì comment là 16 cho em. 179.000 đồng cho em nhá mọi người ơi. 179.000 cho em. 16 kèm cân nặng.
Và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé mọi người nhé. 16 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé mọi người nhé. Chị nào lấy 16 thì comment là 16 cho em 179.000 cho em nhé. Lo mừng có 16 ok này, 16 cho em nhé mọi người nhé. 16 179.000. 179.000 màu vàng màu hồng cho em nhá. Rồi lên cho em bộ xuất hàng này. Lên cho em bộ xuất hàng của bé gái nhá. Đây có một bộ size rất là to luôn. Đồng Nai chưa chị ơi, Đồng Nai nhà em chưa nhận được. Đồng Nai chưa đi đâu đâu các chị ạ, Đồng Nai chưa đi đâu đâu nhá. Chưa ship Đồng Nai đâu. Rồi mã tiếp theo lên cho em bộ gấu này. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số là 17 cho em này. Mà lên tiếp cho em một bộ đấy nha. Tường Vi 16, Ngọc Nguyễn Hồng 16 ok đấy. Các chị ơi cắm bài lên cho em nhé. Mọi người nhớ lên đúng cú pháp em ghi bên dưới nhá. Bộ đen ở sau là mã số 10 bao nhiêu. Bộ đen ở sau 149.000. Rồi bộ đen là mã số 13 ở sau nhá. Rồi lên cho em một bộ gấu cho em này. Bộ gấu chất liệu là da cá cho em nhá. Con này có size cho bé là từ 20 cân cho đến 20 cân cho đến 30. Cái này còn 40 cân không? 20 cân đến 35 cân cho em. 20 cân đến 35 cân cho em 139.000 cho em này. 139.000. Lên con này cho em mã số là 17 cho em bộ gấu nhá mọi người nhá. Cái này là dạng là da cá, chất liệu là da cá cho em này. Từ 20 cân đến 35 cân cho em bao vừa. Có size cho các chị yêu. Da cá rất là mềm cho em này, có pha phối sọc rất là khỏe luôn nhá mọi người nhá. Ở phần này là có in gấu hình 3D cho em. Mã này lên cho em là 17 đi. 17 cho em 139.000 một bộ. 139.000 một bộ cho em nhé mọi người nhé. Chất bao đẹp luôn ạ. Có pha sườn này, có pha sườn cho em rất là xinh luôn nhá. Cái này không có 45 cân. Nhà em không có 45 cân nhé các chị. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số là 17 cho em đi. 17 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn 139.000 đồng cho em nhá. 139.000 size 35 cân quay đầu cho em nhá. 35-37 cân quay đầu cho em. 40 cân thì có màu vàng. Nếu như 40 cân thì lấy màu vàng cho em. Còn màu hồng thì hết 40 cân rồi. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 17 cho em nha. 17 cho em nha mọi người nhá. 17 kèm cân nặng cho em là có đơn 139.000 thôi. 17 139.000 cho em nhá. Thanh Hiếu có 17 ok. Nguyễn Thúy 17 ok này. 20 cân cho đến 20 cân đến 35 cân cho em màu hồng. Còn màu vàng là 20 cân đến 40 cân cho em màu hồng. À màu vàng. Màu vàng là 20 cân đến 40 cân cho em 139.000 một bộ nhá. 17 cho em. Nguyễn Hồng có, Nguyễn Thúy có này. Thanh Tâm có 17 ok, Yến Thảo 17 ok này. Bộ bé gái 14 cân á, có nhá. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số là 17 cho em. Thanh Hiếu 17 rồi ok, 35 cân là màu hồng quay lại nhá. Còn màu vàng thì size bao nhiêu? Màu vàng size 40 cân quay đầu cho em. Đây 139.000 một bộ thôi ạ. 139.000 cho em nhé mọi người nhé. Các chị ơi, lên số thoại kèm cân nặng nào. Nguyễn Lý nào lên số thoại nhá. Tường Vi này có 17 này. Nguyễn Lý lên số thoại đi chị. Nguyễn Lý lên số thoại cho em nhá. 17 cho em 139.000. 139.000 cho em nhé mọi người nhá. Một bộ màu hồng cho Linh. Ok hoàn này. Xuống chiều xuống đây mà xem. Rồi 139.000 một bộ cho các bác nha. 139.000 đồng cho em nhé mọi người nhá. 139.000 cho em 17 kèm cân nặng này. Chờ Nguyễn Lý lên số thoại đi chị. Nguyễn Lý lên số thoại cho em nhá. Nguyễn Lý ơi lên số thoại cho em đi nhá. Rồi ok nha. 17 cho mặt trời nhỏ ok này. Đỗ Hoài có 17 ok. Nguyễn Lý lên số thoại cho em nhá. Trang Trần 17 ok này. Nguyễn Lý này. Rồi ok nhá. 40 ký mà mã hôm qua 40 ý 40 là mã Mickey đúng không? Rồi chị lên số điện thoại đi mới có mã này đầu tiên nhá. Chị lên số điện thoại đi. Rồi các chị lên thì comment cho em mã hàng là 10. Ủa Mickey là sai gì nhỉ? Đúng sai đúng không? Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Bộ đen gấu à, bộ đen gấu là 13 đúng không? 13. Bộ đen gấu này cho em là mã số 13 nhá. Đây là mặt sau này. Bộ đen gấu này cho em là mã số 13 cho em này. Size 17 cân, 18 cân đến 28 cân cho em bộ gấu này. Em có, bảo an có nhá. Cái này là mã số 13 cho em 149.000 một bộ. Chất liệu là da cá cho em pha phối sọc ở tờ gấu cho em rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Cái này đẹp lắm và rất là xịn sò luôn. Mã này lên là 13 cho em nhá mọi người. Đây là mặt trước này. Cái này kèm nón nhá. Mã số 13 149.000. 149.000 mã số là 13 cho em. Size cho bé từ 18 cân đến 28 cân.
13 nha mọi người nhá. Cái này lên là 13 cho em 149.000 nha mọi người nhá. 149.000 một bộ. Đẹp lắm, cái này rất là đẹp và rất là hot luôn á. Chỉ có duy nhất màu đen thôi. Cái này nó sang lắm. Không có size to, đúng rồi. Mã này là 13 cho em nhá. 17 là chất da cá nha chị ơi. Nhà em toàn bộ là hàng da cá dày nha mọi người, chứ không phải hàng thun đâu nhá. Da cá cho em rất là dày. Nguyễn Linh có 17 rồi, ok. Rồi 17 rồi nhá. Rồi cái này lên là 13 nha các chị yêu ơi. Bộ gấu này là 13 cho em 149.000. Size 18 cân đến 28 cân cho em nhá mọi người nhá. 18 đến 28 cân cho em. Đây là mặt sau này. Nó rất là nổi luôn á, cái bộ này nổi lắm. 10 là 13 nhá, 149.000 cho em đi. Rồi lên tiếp cho em một bộ xuất hàng này. Mã tiếp theo lên cho em bộ xuất hàng nha mọi người nhá. Đây. Lên bộ xuất hàng cho em này rất là nhiều màu. Đây mọi người ạ. Lên cho em bộ xuất hàng của bé trai và bé gái này. Mã tiếp theo lên cho em là mã số bao nhiêu đây? 18. Mã số 18 cho em này. Rồi cái này lên cho em bộ xuất hàng nha mọi người ơi. Bộ xuất hàng cho em mã số 18 cho em này. Con này có size từ 20 cân đến tầm 37 cân cho em. Mã này lên là 18 cho em này. 18 cho em, bộ này rất là to và dài luôn. Cái này size từ 5 tuổi trở lên, 4 đến 5 tuổi trở lên cho em. Đến tầm 12 tuổi quay đầu, 12 tuổi quay đầu cho em nhé mọi người nhá. Lên bộ xuất hàng cho em, hàng cao cấp, nó siêu mịn. Cái này nó rất là mịn, rất là mịn và rất là đanh luôn nhá. Càng mặc nó càng lì chất cho em nhé mọi người nhá. 13 cho Yến Thảo. Các chị ơi lên số điện thoại và cân nặng nha mọi người nhá. Thúy Hiền có 13 rồi, ok. Cho xem là 17 vừa mới lên sau mà. La 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 13 ok này. Đây cái này lên cho em 37 cân này. Ngôi Nê có 17 rồi, ok nhá. Rồi cái này lên mã số 18 cho em nhá mọi người ơi. Mã số 18 cho em size 20 cân cho đến 37 cân quay đầu. Co giãn 4 chiều cho em và rất là nhiều màu. Đây cái này các chị đã mua, từng mua bộ này nhà em dùng thì biết chất nó đẹp lắm. Thề luôn, đẹp cực kỳ. Mặc càng ngày nó càng lý chất và nó co giãn 4 chiều mà rất là thích. Cái này mặc ở nhà cho bé mặc đi ngủ này rất là thích luôn. Ra ngoài cũng rất là đẹp luôn mà nó đủ màu nha các chị nhá. Với giá có 109.000 một bộ thôi ạ. 109.000 một bộ. Mã này lên cho em là 18 cho em nhá mọi người. Đây quần em mở kẹp ở sau nha mọi người nhá. Quần em kẹp ở sau cho em. Size từ 20 cân cho đến 38 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. 20 cân đến 38 cân cho em. Mã hàng lên là 18 cho em, 109.000 một bộ. Thảo còi có 17 thôi, ok. Nhưng mà cái bộ này các chị ơi lựa màu ngẫu nhiên cho em nhá. Có cả bé trai. Các chị có may là bé trai hoặc là bé gái. Tại vì cái này có cả bé trai, cả bé gái. Nhưng mà không lựa màu được đâu. Vì là cái này ở hàng ở Quảng Châu người ta gửi về ấy. Một di ba cái là ba màu khác nhau. Đấy, cái này là hàng Quảng Châu xịn luôn đấy mọi người. Rất là đẹp và mịn nhá. Cái này không lựa màu. Chỉ được màu ngẫu nhiên là có men cho em là bé trai hoặc là bé gái là được nhá mọi người nhá. Comment cho em bé trai là bé hoặc là bé gái là được nha các chị yêu ơi. Bộ xuất hàng cao cấp cho em có 109.000 một bộ thôi. Cái này các chị mà mua ở ngoài ít nhất là phải tầm khoảng bao nhiêu, 200 đến 220.000 một bộ này. Nếu như các chị mua ở ngoài ấy, cái quần em kẹp ở sau nha mọi người nhá. Rất là dài luôn cho em, quần nó rất là dài. Từ 20 cân 5 tuổi trở lên đến tầm 12 cân nhá. 12 cân, nói chung là 38 cân quay đầu cho em. Mã hàng lên là 18 cho em nhá mọi người. Comment cho em là bé trai hoặc là bé gái cho em nhá mọi người nhá. Bé trai hoặc là bé gái cho em nhé mọi người nhé. Bé trai hoặc là bé gái cho em. Mã số lên cho em là 18 đi ạ. 109.000 một bộ. Có cả bé trai và bé gái cho em. Bé gái toàn màu hồng hết thôi. Không có màu gì ngoài màu hồng, màu vàng với lại màu cái màu màu hồng nhạt nhạt ấy. Bé gái toàn màu đẹp thôi. Toàn màu đẹp luôn ấy. Mã này lên là nhà em đơn trên 85.000 mới được miễn ship nhá. Lâm Thu có 18, ok. Bé gái này Bảo An 18 này. 18 nha các chị nhá, Thảo Phở 17 rồi. Rồi cái này lên là 18 cho em đi. Ok, comment thì sao đây. Bộ có mũ có rồi, đợi xíu nhá. Rồi 18 cho em nhá mọi người nhá. Mã này lên là 18, size 20 cân đến 38 cân cho em. Bộ xuất hàng cao cấp cho em, hàng Quảng Châu, siêu mịn, siêu đanh luôn cho em. Với giá là 109.000 một bộ cho em nhá. 109.000, mã là 18 cho em. 18 cho em. Chị nào mà đã dùng cái hàng xuất hàng này rồi thì biết chất nó đẹp lắm. Mà mặc nó xuống ghê gớm luôn các chị ơi. Mặc rất là thích luôn cho em nhá. Comment cho em là màu bé trai hoặc là màu bé gái cho em là được. Màu bé trai hoặc là màu bé gái cho em là được các chị yêu nhá. Quần em kẹp ở phần sau á nhá. 18 cho Thành Lê, ok này. Có 109.000 một bộ thôi các chị yêu ạ. Màu dễ thương cực kỳ luôn. Cái này em lấy cho con nhà em mặc cả một gì đủ màu luôn á. 18 cho em bé trai hoặc là bé gái cho em nhá mọi người nhá. Bé trai hoặc bé gái. Bé trai thì toàn màu ghi với màu xanh. Bé trai thì toàn màu ghi này này.
cho em đây quần đây. 35 cân quay đầu cho em, mã số 18 cho em 20 cân đến 38. Mã nào thì chị? Mai báo nhân viên cho chị. 18 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em 109.000 một bộ nhá. 109.000 size 38 cân quay đầu cho em nha các chị yêu nhá. 20 cân đến 38 cân cho em. Chị nào lấy 18 thì comment là 18 đi nhá. Thanh Tâm này có 18 hai bộ là ok này. Chị nào lấy thì comment là 18 kèm cân nặng cho em mà có đơn nhá. Mọi người ơi, rồi lên cho em quần chip này. Quần chip cho em mã số quần chip hộp cho em này. Đấy, lên cho em mã chip hộp cho em này. Thanh Tâm đủ ok. Mai báo nhân viên xả mã nào thì báo nhân viên nhá. Rồi lên cho em mã chip hộp hàng cao cấp cho em 100% cotton cho em này. Xuống lắm, mặc cái chip này rất là sướng luôn này. Size 20 cân đến 35 cân cho em nhá. 20 cân đến 35 cân cho em quần chip đi. Đây, lên mã số 19 nha mọi người nhá. Mã số quần là 19 cho em chip cao cấp cho em này. Co giãn 4 chiều cho em có đủ màu luôn. Cái này có đủ màu luôn các chị nha. Có đủ màu trong một hộp đến 5 cái cho em này. Đủ màu hàng 100% cotton, hàng xuất Nhật cho em nhá. Ở phần đúng quần của đúng quần này có một cái lớp kháng khuẩn và kháng mùi cho em. Mã này lên là 19 cho em quần chip này, 5 cái quần chip 99.000. 10 cái quần chip thì 195.000 một cái, 10 cái cho em nhé mọi người nhá. Nó nằm nguyên ở trong một cái hộp như thế này, xịn sò như thế này này, có đủ màu luôn cho em. Đủ màu luôn cho em nhé mọi người nhá. Size từ cái này có size cho bé là từ 18 cân đến 35 cân cho em. 18 cân đến 35 cân cho em. Mã này lên là quần chip là 19 nhá. Hôm nọ đặt áo bắc ca không thấy điện chốt á. Có chỗ xong để chốt á. Các chị không nghe máy rồi. 18 cho Mai Thị Nguyễn rồi, hai cái, hai bộ bé trai bé gái rồi ok nhá. Đặt lại đi nhá. Rồi lên chip xuân nhật cho em nhé mọi người ơi. Chip xuân nhật 100% cotton cho em, co giãn 4 chiều cho em với giá là 99.000 năm cái cho em. Hoặc là mua combo 10 cái là 195.000 đồng cho em trên một hộp như thế này. Nó rất là nhiều màu nhá các chị yêu nhá, có rất là nhiều màu. Cái này các chị nên thay cho con 3 tháng là phải thay quần chip một lần rồi để đảm bảo sức khỏe cho con nhá mọi người nhá. Và mã số chip 5, cái này lên cho em là chip 5 hoặc là chip 10 cho em. 5 cái có 99.000 một cái thôi, 10 cái thì là 195.000. Mua 10 cái là được giảm 5.000 nhá. Mua 10 cái được giảm 5.000 cho em nhá mọi người nhá. Nguyễn Phượng có 18 hai bộ ok này. Đinh Bảo Ngọc có chip này, 5 chip này cho em này. Rồi ok nhá, quần chip hộp xịn sò luôn ấy. Rất là xinh luôn cho em nhá. 5 chip thì 99.000. 10 chip 195.000, size 18 cân đến 35 cân cho em. Quần chip cho em, các chị comment chip 5 hoặc chip 10 cho em đi là được nhá. Kèm số thoại đi, con giảm 4 triệu mà sướng lắm. Diệu Hoa lên số lượng và kèm số thoại cho em này. Đây, cái này ở bên trong này có một cái lớp kháng khuẩn rất là dày, thoáng này, lại rất là thoáng, thấm hút mồ hôi và kháng mùi cho em đấy các chị yêu nhá. Nên thay 3 tháng nên thay cho con một lần nhá mọi người nhá. Chứ cái này không thể mặc lâu được ấy. Cái này không thể mặc lâu được các chị ơi. Cái gì tiết kiệm được chứ cái này các chị không nên tiết kiệm cho con nhá mọi người nhá. Cái này là phải thay thường xuyên nhá. Rồi Nguyễn Phượng có chip 5 này. Thanh Hiếu chip 5 ok này. Diệu Hoa ơi, chị lấy chip 5, chip thì comment số thoại nào. Chip 5 hoặc chip 10 cho em nhá. 5 cá thì là 99.000, đủ màu luôn các chị ơi. Có đủ màu luôn cho em này, toàn màu đẹp thôi. Mặc thích lắm mà co giãn 4 chiều cho em này. Đây, cái này mặc xuống lắm. Các chị cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em nhá mọi người nhá. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhá. Chip 5 hoặc là chip 10 cho em là được nhá. 5 cái 99.000, 10 cái 119.000, à 195.000, 10 cái là 195.000. Váy trắng ở sau là 135.000 nhá. Váy trắng ở sau là 05. Đẹp quá. Chip đẹp lắm. Rồi ok, bộ đen sau là mã số 13 nhá. Nguyễn Phượng rồi ok này, Mai Nguyễn Thị có chip 5 ok này. Rồi chị nào lấy chip thì comment chip cho em nhá mọi người ơi. Nó nằm nguyên trên một cái hộp như thế này cho em nhá. Rất là xịn sò luôn. Các chị cứ kiểm tra thoải mái trước khi nhận cho em nhá. Chip 5 hoặc chip 10 cho em là được nha mọi người nhá. Chip 5 thì 99.000, chip 10 là 195.000 cho em. Bao chất bao giá luôn. Mặc xuống đổi cực kỳ luôn cho em nhá. Rất nhiều feedback của các mẹ nhưng mà quên không đăng. Nhẹ cứ quên không đăng thôi nhá mọi người nhá. Chip 5 hoặc chip 10 cho em 99.000, 5 cái 195.000, 10 cái nhá. Rồi ok, váy trắng ở sau á, chip đùi nhà em lại đang hết rồi chị ạ. Quyền Linh có chip 5 ok này, nhớ trắng sáng có chip 5 ok này. Mai Nguyễn Thị này có chip 5 ok nhá. Thanh Liễu có chip 5 ok, Nguyễn Phượng chip 5 ok. Diệu Hoa lên số thoại đi. Dung Lê Thị Dung có chip này ok này. Diệu Hoa có chip rồi ok này, Diệu Hoa này. Số ok nhá. Nga Nguyễn có chip 10 này, Huỳnh Nga có chip 5 ok này. Váy trắng sau lên cho em mã này là bao nhiêu? 05. Đây, váy này lên cho em là 05 nhá mọi người nhá. Váy trắng này lên cho em mã hàng là 05 cho em này. 05 cho em, con này có size từ 18 cân cho đến 38 cân. Từ 4 tuổi cho đến 10 tuổi
135.000, 135.000 đồng cho em nha các chị nha. 135.000 đồng một váy chất liệu là xốp vân hoa cho em siêu mềm luôn này. Đó, cái này là xốp vân hoa siêu mềm luôn. Pinama 40 cân nhà em không có rồi. Cái này là dạng tay bồng nha các chị yêu, là rất là sang luôn nha mọi người nhá. Tay bồng siêu sang luôn cho em. Để em lấy cho các chị một cái ảnh cháu nhà em mặc rất là đẹp. Cháu nhà em mặc đẹp lắm. Mã này lên cho em mã số là 05 cho em màu vàng này, 05 cho em màu hồng này. Đẹp lắm các chị ơi, cái này sang lắm. 05 lên cho em màu xanh cổ vịt này, 135.000 cho em nhá. 135.000 cho em, size cho bé là từ 18 cân đến 38 cân cho em. 05 cho em màu trắng này, không có màu đỏ rồi. Cái này không có màu đỏ đâu các chị ơi, đây cháu em mặc này. Cháu em mặc hôm sinh nhật này, đẹp lắm. 05 kèm màu kèm cân nặng cho em, cái váy này mặc Tết này, mặc sinh nhật này, mặc dự kiện này đi rất là đẹp luôn cho em đấy. Cháu nhà em mặc đấy các chị, đấm cháu nhà em luôn đấy, mặc cái này luôn này. Bờm thì là tự phối cho mọi người nhá, đủ màu luôn cho em, màu trắng, màu xanh, màu hồng và màu vàng cho em. Cái này nếu như là màu đỏ thì nó không đẹp, nó sẽ hơi bị già ấy. Mã này lên là 05, 135.000 cho em. 18 cân cho đến 38 cân cho em, 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em nhé mọi người nhá. 4 đến 10 tuổi cho em nhá. Váy này chưa chị nào chê luôn, nó rất là mềm. Cái này nó siêu mềm luôn cho em, xốp vân hoa rất là mềm nhá các chị yêu nhá. Đây cái này nó rất là mềm luôn cho em, rất là sướng luôn. Phần sau có phối dây thắt eo cho em nhá mọi người nhá. 05 lên màu vàng này, 05 lên cho em màu hồng này, 05 lên cho em màu xanh này, 05 lên cho em màu trắng cho em 05 này, màu trắng cho em 05 nhá. Mã hàng 05 cho em 135.000 nhá. 135.000 đi. 135.000 cho em mọi người nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em bộ tiếp, bộ Mickey này. Lên bộ khóa nhá. Đây rồi lên cho em bộ khóa này, mã tiếp theo này. 05 cho Hương Lê ok này. Trời ơi bộ Mickey màu hồng. Bộ Mickey một màu hồng, một màu hồng. Có Mickey một màu hồng, có nhá. Rồi ok nhá. Rồi có đồ dài tay chứ nhà em có bộ, nhà em chuyên bộ mà. Rồi mã tiếp theo lên cho em này, mùa hè thì nhà em chuyên váy, mùa đông thì chuyên bộ và áo khoác. Váy cũng có, nói chung nhà em cái gì cũng có mà. Rồi cái này lên cho em mã số là 20 này. Bộ chanel cho em mã số 20 này. Mã số 20 cho em bộ chanel khóa nha mọi người nhá. Chanel hoa hồng khóa cho em. Đây là phối màu chứ không phải full đâu nhá mọi người nhá. Đây là phối cái chất liệu vải như thế này, kèm khóa đồng cho em này. Con này có size cho bé là 18 cân đến 38 cân cho em. 18 cân đến 38 cân cho em. Mã hàng này lên cho em mã số là 20 nhá. Chất liệu là da cá cao cấp cho em, kèm nón cho em với giá là 149.000 một bộ. 149.000 đồng một bộ cho em. Mã số lên là 20 cho em đi. Còn chưa hết một quận lại. 20 cho em, 149.000 đồng cho em nhá. Thanh tâm 05 một cái màu trắng dồn đơn với mã 18 ok. Lưu tuyết có 05 ok này. Màu hồng khi tối mã 42 á. À có nhá. Rồi cái này lên cho em mã số lên là bao nhiêu nhỉ? 20 cho em màu hồng này. 20 lên cho em màu đen này. Màu đen cho em nhá. Màu đen cho em cái, còn cái phần ngoài là màu be nhá mọi người ơi. Cái phần này màu rất là sáng ra vì cái này là quần đen rồi. Quần đen rồi nên là phối một cái chiếc áo nó sáng màu này, nó rất là sang luôn cho em. Cái nón này, cái này cái nón cho em nhá. Size 18 cân 4 tuổi cho em đến 38 cân cho em nhá. 1m4 quay lại, 1m4 quay lại, 38 cân 1m4 quay lại cho em. 149.000 một bộ size đại nhá. 149.000 cho em. Hoàng Yến Yến có 05 màu xanh ok. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha các chị nhá. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Đơn đầm bé chưa ship ạ? Số nhà em có nhân viên gọi là chốt đơn rồi nha. Chị Lợi Trần là đi đơn rồi nhá. Là đi đơn rồi nhá. Rồi mã này lên là 20 cho em này. Bộ khóa nhá. Đây là bộ khóa. Bộ khóa thì thường thường nó sẽ đắt hơn các cái bộ chui, nhưng mà em vẫn bán giá rất là rẻ luôn đó mọi người ạ. Tại vì em nghĩ là em sẽ không tăng giá cho các chị, vẫn bán rất là hữu nghị cho các chị luôn. Bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nhá. Thu Phương 20 ok nhá. Đồ bộ dài tay có không? Đây đang lên bộ dài tay đấy bác ơi. Đang lên bộ dài tay đây. Mã này đây là 20 cho em, size cho bé là từ 18 cân đến 38 cân. Em bao vừa có size cho em 18 đến 38 cân cho em nhá. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi 1m4 quay lại cho em là mặc được cho em bộ này. 149.000. Đấy em nói rất là rõ ràng rồi nhá. Thông tin rất là đầy đủ luôn. 149.000 một bộ cho em có màu đỏ này. 20 em có màu hồng và 20 lên cho em màu đen này. Lưu tuyết này có 05 rồi, màu trắng lưu tuyết. Lưu tuyết có rồi nhá. Sao mà nghe quen quen chị Lưu tuyết đó, hôm qua đi đơn rồi sao nhỉ? Sao em nghe quen?
Thanh Lê có 20 rồi, ok. Thu Phương 20 rồi, ok này. Mã hàng này lên là 20 cho em nhé mọi người nha. 20 cho em, 149.000 một bộ cho em nhé. Váy màu xanh dây ở ngoài nó như vậy không chị? Mấy à, váy màu xanh đấy, ở ngoài nó hệt luôn mà. Có khác gì đâu. Ở trên like như thế nào, ngoài màu nó như vậy luôn. Vì nhà em có dùng app để like đâu, các chị nhìn mặt em nó rất là dài đây này. Đấy, tại vì em không dùng app em like. Màu y hệt luôn, các chị được kiểm tra thoải mái trước khi nhận nhá. Chưa thấy điện á. Bây giờ đặt lại đi, là điện cho các chị không nghe máy hoặc các chị cho sai số ấy. Nguyễn Hồng có 05 rồi, ok. Mã này đây là 20 cho em nhé các chị nhá. Mã số 20 cho em 100 bao nhiêu? 100 bao nhiêu nhỉ? 149.000, 149.000 cho em bộ này size 38 cân quay đầu em nhá. 18 cân thì 38 cân quay đầu cho em nhá. Rồi qua mã này. Bắt tay lên lại, bắt tay lên nhá. Bắc ca lên cho em mã số 16 này. Đây lên lại cho các chị chọn, không có là không được chọn này. Rồi mã số 16 á, Bắc ca lót lông cho em có vài cái thôi, size 15 cân đến 35 cân cho em lót lông nhá. Rất là mềm. 179.000 cho em Bắc ca mã số 16 đi. Nguyễn Hồng 05, Lê Thị Tình 20 rồi này, Hải Phượng có 20, ok này. Rồi cái này lên cho em này, xem bộ tiếp đi chị ơi, rồi đợi xíu nhá. Rồi cái này lên cho em Bắc ca lót lông cho em mã hàng là 16 đúng không? 16 cho em Bắc ca lót lông nha mọi người. Bên trong còn toàn bộ lót lông luôn cho em này. Có phối pha phối sọc búc ri rất là sang. Cái này có nón mà cũng phối sọc cho em này. Đó, cái này phối sọc rất là sang luôn. 179.000 cho em mã số 16 đi. Cái này comment cho em là 179.000 cho em mã số 16 cho em nha mọi người nha. Xem bộ có mũ cho bé 25 cân. Ok, mã số 20 vừa lên có mũ đấy. 20 vừa lên là có mũ đấy. Trần Mỹ có 20, ok nhá. Nguyễn Thị Tĩnh có 20, Nguyễn Hồng 05, Hải Phượng 05, Trần Mỹ ơi lên số điện thoại nào. Ở sau không có 37 cân nhá, bộ ở sau không có 37 cân. Rồi chị nào lấy thì comment bắt ca cho em có màu hồng với màu vàng cho em ở phần eo có dây rút này. Có dây rút túi hộp đàng hoàng luôn nhá mọi người ơi, cái phần ngoài là chất katin mềm không nhăn. Mã hàng cho em là 16, 179.000 một áo. Mã số 16, 179.000 một áo cho em nhá, 179.000 cho em. Chị nào lấy 16 thì có mẹ là 16 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 16 vàng và 16 lên cho em là màu hồng này. 16 vàng, 16 hồng cho em 179.000 nha mọi người nhá. 179.000 cho em. Mã hàng là 16 đi. Chị nào chưa đặt được hôm trước thì hôm nay đặt lại đi và lên đúng số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. Lên đúng số điện thoại cho em nhá mọi người ơi. 16 cho em đây ở sau có phối pha phối sọc sang lắm, đẹp và nó mềm lắm. Em mới vào like bộ 25 cân có mũ cho em với ạ. Rồi ok nhá, Quyền Linh có 16, ok, vàng hồng cho em nhá mọi người nhá. 15 cân và 15 cân đến 35 cân bao vừa nhá. 15 cân đến 35 cân bao vừa cho em 179.000 thôi. Còn bộ nhiều bộ, em rất nhiều bộ. 179.000 cho em nhá mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment là Bắc ca này, áo Bắc ca là số 16 nhá. Áo Bắc ca là số 16 cho em. Rồi mã tiếp theo lên cho em bộ có mũ hả? Rất nhiều bộ có mũ. Bộ gì nhá? Đi là bộ nào? Mười sáu cho Thanh Lê, 16 cho Hoàng Hội, ok này. À bộ này gì, cái gì, bộ này gì, biết rồi. Rồi cái này lên cho em mã số tiếp theo này, mã số 21 cho em này. À mới cầm là 179.000, mã số 16 nhá. Thanh Lê 16, ok. Bắt tay Thu Phương 16 này, áo đấy đẹp lắm các chị, áo đấy em bán lấy đâu rồi, đẹp lắm. Hoàng Hội 16, ok, mà có 179.000 mà lót lông nhá, rất là dày và nhẹ nhá. Ngô Xuân, Ngô Thị có 16, ok. Rồi lên cho em bộ dập nối này, em sale luôn các chị này. Bộ dập nối cho em nhá mọi người ơi, size từ 20, cái này 17 cân đến 40 cân nhá. 17 cân đến 40 cân cho em kèm nón này. Đây, cái này kèm nón này. Kèm nón cho em nhá. Còn màu xanh là 17 cân đến 25 cân cho em. Màu vàng 17 cân đến 40 cân cho em. Mã số lên là 21 cho em bộ dập nối nguyên cả cây luôn. Cái này chất liệu của nó là da cá nha mọi người nhá. Chất liệu của nó là da cá hàng cao cấp cho em này. Đấy, cái này da cá rất là đẹp luôn ạ. Đây, cái chất liệu của nó kiểu là như thế này nha mọi người. Hàng là da cá cho em này. Đây, các chị zoom chất cho em này. Đây là da cá rất là dày cho em nhá mọi người nhá. Có hai màu thôi. 16 em có hai màu hồng và vàng thôi chị nhá. Rồi, cái này lên mã số 21 cho em bộ này 100 bao nhiêu? 119.000 một bộ thôi.
dân cho em 119.000 cho em một bộ cho em nhá mọi người. Cái này có kèm nón này, màu vàng với màu xanh. Màu vàng thì size để 40 cân quay đầu, còn màu xanh là size 25 cân quay đầu thôi nha. Nên là các chị lấy size đại thì lấy màu vàng cho em. Xem váy á, ok. Váy chị chọn được mã nào chưa? Minh Tâm 16, ok, 21 cho em đấy mọi người. 21. Chị em lên số điện thoại đi chị. Chị em lên số điện thoại nào. Nguyễn Phương của 16 nào, em lên số điện thoại nhá. Quần len, quần lót lông cho bé có nhá. Còn size bao cân chị? Vân Bùi lên số điện thoại nào. Chị em và chị Vân Bùi lên số điện thoại giúp em nha. 35 cân vừa, em đặt từ 15 cân đến 35 cân mà. Chị em và chị Vân Bùi lên số điện thoại đi nhá. Rồi, chị nào lấy thì comment lên cho em mã hàng này là 21 đi. 21 có 119.000 một bộ thôi vì còn ít lắm. Cái chất này, cái kiểu như thế này chưa có ở đâu có đâu, chỉ có nhà em mới có thôi nha. Chất liệu là da cá, cho em da cá dập nổi cho em hàng Quảng Châu nhá mọi người. Mã này đây là 21 cho em size 20 cân đến 40 cân. Màu xanh thì 25 cân quay đầu, còn màu vàng là 40 cân quay đầu cho em có 119.000 nhá. 119.000 cho em nhá. Vân Bùi lên số điện thoại đi nào. Em có rồi, Vân Bùi lên số điện thoại. Ly Khánh có 21 rồi, ok nhá. Rồi Vân Bùi có này 16 à. Rồi chị nào lấy thì comment mã này lên là 21 cho em nhá mọi người nhá. 21 cho em, 119.000 cho em nhá. Quần lót lông 28 cân hết rồi. 28 cân cũng vừa không nhỉ? Vừa chứ đúng không? Cái mấy cân? Quần lót lông 25 cân thôi ạ. Quần lót lông nhà em 25 cân thôi. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 21 nha mọi người ơi. 21 cho em 119.000 nhá. 119.000 cho em nhá mọi người nhá. Qua mã này. 109.000 có màu vàng và màu hồng nhưng mà màu vàng và màu hồng cho em, màu vàng và màu hồng cho em nhá. Đầm trắng ở sau là 05 135.000 cho em, size 18 cân đến 38 cân nhá chị em nhá. Cái đấy là 05 cho em đẹp lắm, cái đấy lên 2-3 lần rồi ấy. Xoan Nguyễn có 21 rồi, ok, màu xanh rồi. Rồi đợi xíu lên quần lót đợi xíu nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 22 đi mọi người ơi. 22 bộ gấu cho em nhá. Dạng hoodie cho bé này, dạng hoodie cho bé nhá mọi người ơi, có túi nhá. Cái này có pha túi này, size là từ 17 cân 4 tuổi cho em nhá. 17 cân 4 tuổi cho đến 25 cân cho em này, 25 cân 7-8 tuổi quay lại cho em với giá là có 109.000 một bộ thôi. Còn mấy bộ em tặng 109.000. Chất liệu là da cá tàu cho em rất là đẹp. Lúc này nó bị ảo ấy. Chị đặt sao không gọi Thanh Loan Trần. Các chị ơi đừng có nói là không gọi. Các chị cho sai số hoặc là các chị không nghe máy thôi. Hôm qua em đích thân em còn phải đi gọi điện trước đơn mà nhiều chị cũng không nghe máy hết kìa. Rồi cái này lên cho em mã số là 22 đi mọi người nhá. 22 kèm cân nặng đi nào. 22 kèm cân nặng cho em nhá. 109.000 một bộ. Các chị comment đúng mã số cho em kèm cân nặng cho em nhá mọi người nhá. 22 kèm cân nặng cho em 109.000 nha các chị yêu nhá. 109.000 cho em màu hồng. 109.000 size 25 cân quay đầu cho em nhá mọi người ơi. 6 tuổi quay lại nhá. 4 đến 6 tuổi mặc vừa cho em nhá. 4 đến 6 tuổi mặc được cho em. Mã hàng là 22 đi. Còn nón này chất liệu là da cá nhá mọi người ơi. Da cá cho em nhá. Nguyễn Đỗ Quyên 22 này, Nguyễn Hồng 22 này, Nguyễn Phương Thu Hà này. Nguyễn Phương Thu Hà lên số điện thoại, lên số điện thoại nhá. Nguyễn Phương Thu Hà lên số điện thoại, hình như hôm qua cũng đặt nhưng mà không nghe máy hay sao ấy. Chị Nguyễn Phương Thu Hà lên số điện thoại đi. Mỹ Kiều có 222, ok, Nguyễn Phương Thu Hà lên số điện thoại đi. Các chị lên đúng số và đi đơn hai sản phẩm trở lên là sẽ có nhân viên gọi rất là nhanh luôn nha mọi người nhá. Bộ 11 tuổi 30 cân đợi em xíu nhá.
Rồi chị nào đấy thì comment lên cho em mã số 22 22 25 cân 6 tuổi quay lại nha mọi người nhá. Nhớ là 25 cân 6 tuổi quay lại cho em thôi nhá mọi người nhá. 17 cân này 16 17 cân từ 4 tuổi cho em nhá mọi người nhá. Từ 4 tuổi cho em đến 6 tuổi mặc vừa 22. Mã này là 22 comment đúng mã số cho em 22 cho em nhá. Chị đặt lâu rồi. Đúng rồi, hôm qua chị không nghe máy đúng không? Hôm qua chị không nghe máy thì em nhớ cái vần của chị sao ấy. 21 cho Hồng Dung, 22 cho Thanh Loan Trần, ok nè. 22 nhá mọi người nhá. Rồi bây giờ lên bộ Mickey. Mo Lung 22, ok này, 7 tuổi hơi ngắn. Huế Doãn có 22 nhá chị Mo. Rồi chị gì ấy, chị Lo Mừng ơi, cái này 7 tuổi hơi ngắn ấy, 7 tuổi ngắn lắm. Rồi có 109.000 thôi em sale, vì cái này em hết rồi. Tặng luôn 109.000 cho em nhá. Trần Mỹ 22, Nguyễn Lệ 22 này, 109.000 thôi các chị ạ. 109.000 rồi bộ Mickey ấy, hỏi lại bộ Mickey cho em đấy. Rồi cái này lên bộ Mickey cho em này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 20. Tụi em bộ vàng. Không có màu màu vàng đâu, cái đấy còn màu hồng thôi. Chị ơi cắm pin, hết pin rồi nha, chị ăn gì để mua. Gọi tương gia hay mà ăn chị. Trần Nguyên 22 này, Lê Thủy 22, ok này. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 23 này. Không thể nào chị không đặt á hả. Rồi cảm ơn chị. Rồi ok nhá. Các chị ơi 6 tuổi thôi mà. Thôi thế chuyển sang bộ này này, chuyển sang lấy bộ này này. Rồi nếu như mà cái bộ 22 chỉ 6 tuổi thôi, 6 tuổi thôi nhá mọi người nha. Em đặt 6 tuổi, các chị chốt 6 tuổi thôi. Rồi mã này lên cho em mã số 23 cho em bộ Mickey này. 23 bộ Mickey cho em này nhé, em không có bé trai đâu. Size cho bé là từ 16 cân đến tầm 30 cân cho em, đúng không? 16 cân đến 30 cân cho em bộ Mickey cho em nhé mọi người nhé. 135.000, 135.000 một bộ size 30 cân quay đầu nhé. Cái này size đến 8 tuổi cơ. Size từ 4 đến 8 tuổi mặc được cho em bộ Mickey này nhá. Bộ Mickey cho em chất liệu cũng là da cá luôn nhé mọi người, có túi này. Cái này đẹp lắm và gần hết rồi. 135.000 một bộ nhá. Cái này lên là 23 đi, mã số 23 nhá mọi người nhá. Phương Thủy 22. 19 cân á. 19. Một bộ 25 cân, một bộ 19 cân, ok. Rồi cái này lên là 20 mấy nhá, 23 cho em đi, 135.000 một bộ thôi ạ. 135.000 cho em size 30 cân nha các chị ơi. 30 cân nó còn ít nên các chị lên cân nặng đi. Lên cân nặng cho em mã số 23 cho em nhá mọi người nhá. 23 cho em kèm cân nặng nhé. Em không có bé trai, chỉ có bé gái thôi. Bé trai thì em có cái bộ xuất hàn thôi chị ạ. Bé trai em có bộ xuất hàn thôi. Đồ ánh trăng sáng này. 22. Phương Thúy vừa lên rồi đấy. Rồi cái này lên mã số là 23, 135.000 một bộ da cá nha mọi người nha. Chất đẹp lắm, chất nhà em rất là đẹp. Các chị ơi bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em này. Rất là dày luôn nhé mọi người nhá. Rất là dày luôn cho em. Chị nào lấy thì comment cho em mã này lên là 23 cho em 16 cân đến 30 cân nhé mọi người nhá. Màu vàng với màu hồng, 16 cân đến 30 cân cho em. Vàng hồng cho em có pha sườn này. Đó, có pha sườn ở quần cho em này. Đó, có pha phối sườn rất là sang và khỏe nha mọi người nhá. Mã này lên là 23, 135.000 đi. 23, 135.000, 8 tuổi quay đầu cho em. 4 đến 8 tuổi quay đầu cho em nhá mọi người nhá. Tầm 1m3 quay lại cho em nhá. Sao nhỏ quá. Đúng rồi, Mỹ Kiều có 23, Vũ Loan 22 lên cân nặng. Su Đi Luyện 23, ok này. 23 cho Tú Cẩm này, 23 cho Nguyễn Thủy này. Rồi 23 có 135.000 thôi các chị ạ. Hôm nay em sẽ quyết định em sale hết các cái bộ cho các chị siêu rẻ luôn. Nên là mọi người nhớ đi đơn hai sản phẩm trở lên nhá mọi người nhá. Trần Uyên có 23, ok. Các cái bộ này các chị mua ở ngoài, em thề là phải mua ít nhất là phải rơi vào tầm 230 đến 250 một bộ. Không bao giờ có giá 130.000. 135.000 không có đâu. Vì cái này là size to mà. Cái này là form to ấy, form 18 tuổi cơ. Form hiếm ấy. Rồi chị nào lấy thì comment cho em 23 nhá. Nguyễn Phượng 23 này, Hồng Dung 23, ok này. Trần Uyên 23 này, Nguyễn Thủy 23 này, Nguyễn Hồng 23 này. Sốt có váy không? Có váy nhá chị yêu nhá. Nhà em có váy, có bộ, cái gì cũng có nhá. Áo phao rồi áo gió cái gì cũng có. Rồi chị nào lấy 23 comment 23 cho em với giá là không có 35 cân. Cái này 30 cân quay đầu thôi ạ. Mã số 23, 30 cân quay đầu cho em. 135.000 một bộ thôi. 135.000 đồng một bộ cho em nhá. Chị nào lấy thì comment là 23 nhá mọi người nhá. Bộ Mickey đi, bộ Mickey cho em nhá. Rồi qua mã cho em nhá, qua mã cho em nhá mọi người nhá. Mã tiếp theo lên cho em mã số 24 này. Mọi người ơi chia sẻ like cho mọi người, chia sẻ like cho em nhá mọi người nhá. Mã tiếp theo lên cho em mã số 24 này. Cái bộ đó, cái bộ này là size gì đấy chị? Cái size gì đấy? Cái rồi cái này lên cho em mã tiếp theo, lên cho em bộ da cá tiếp lên cho em này, bộ khóa nhá, bộ khóa cho em này. Mã
mã tiếp theo lên cho em mã số 24 này. Em xem quần lót lông. À rồi quên mất, lại cầm mấy cái này rồi, lấy hết cái này lên lót lông nhá. À, cái này lên cho em này. Mã tiếp theo có bộ 35 cân đợi em xíu nhá chị yêu nhá. Mã tiếp theo mã số 24 cho em size 18 cân đến 30 cân cho em. Tặng tiếp bộ theo cho em này. Bộ theo nhá. Cái này là phần theo cho em và kèm nón này. Kèm nón cho em bộ trơn cho em nhá. 135.000 một bộ luôn. 135.000 một bộ luôn. Có bộ xuất Hàn chị yêu ơi, có bộ xuất Hàn, bây giờ lên bộ xuất Hàn nhá, lên rồi ấy, chứ em lên rồi ấy. Mai Nguyễn Thị có 23 rồi, ok. Bukri đen kia là 149.000, mã số là 13 nhá. Bukri ở sau là mã số 13. Rồi lên cho em bộ theo này, bộ theo số này, bộ theo số hàng thể thao cho em có chạy sườn này, sườn tay này, sườn quần cho em này. Đó, rất là sang luôn mà rất là khỏe luôn nhá. Size 18 cân 4 tuổi cho em đến 30 cân 8 tuổi và lại. 30 cân 8 tuổi có lại nhà em form quần nó dài chứ không ngắn nhá. Mã số 24 135.000 luôn. Chất liệu cũng là da cá rất là dày nha mọi người ơi, da cá tàu loại 1 luôn, không bay không xù cho em, đảm bảo không bay không xù. Các chị có quay giặt máy giặt thoải mái nó cũng không bay không xù cho em nhá. Form dáng nó vẫn giữ nguyên cho em. Bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em. Mã này lên là 24 cho em nhá. 24 cho em màu đỏ và 24 lên cho em là màu hồng này. 24 đỏ 24 hồng cho em nhá. Váy trắng ở sau em chỉ có 30 cân thôi, không có 8 cân ạ. Chỉ có 30 cân, không có 8 cân. Rồi Thanh Loan Trần có 24, ok, hai bộ này. 24 có 135.000 thôi các chị yêu nhá. 55, 40 cân, 1m55 à, không vừa. 1m55 không vừa đâu chị yêu ơi, nhà em tầm khoảng 1m45 quay lại thôi là được nhá. Mã số 24 cho em màu hồng này. 24 màu hồng này, đẹp lắm các chị ơi, đẹp cục. Đẹp lắm, có 135.000 một bộ thôi. 135.000 đồng cho em 24 đỏ và 24 hồng cho em nhá. Ly Khánh có 24 ok này. 7 tuổi 25 cân đúng rồi. Mã số 24 cái này 7 tuổi thì mặc được. Cái này 30 cân đến 8 tuổi cơ. Cái này đến 8 tuổi các chị yêu nhá. Quần nhà em đây là số bé nhất này. Số bé nhất nó rất là dài luôn đấy mọi người ạ. Vì là mặc quần thể thao thì nó nên trùng trùng xuống một xíu thì nó sẽ đẹp hơn. Là nó sẽ đẹp hơn là mặc ngắn nhá mọi người nhá. Rồi 24 18 cân cho đến 30 cân cho em nhá mọi người nhá. Bộ chuỗi cho bộ gì đó. Bộ chữ là bộ gì? Xuân Ngô Thị có 24, Trang Trần 24, Trúc Thư 24, ok này. Hồng và đỏ cho em 24, 135.000 một bộ nhá. 135.000 một bộ cho em nhá mọi người nhá. Mã này là 24 cho em đi. 24 nhá mọi người nhá. Hot đi cho em lựa thêm, hot đi à, ok lên hot đi tiếp nha. Rồi này, Lên Thảo 24 này, Đỗ Quyên 24 này. Ok, chị ơi, cái bộ hot đi trong này có 35 cân không? 35 cân thôi à? 35 cân bây giờ lên bộ nào nhỉ? Clean á? À đúng rồi. Rồi ok, chị nào lấy thì comment cho em nhá. Bộ chui bao nhiêu? Bộ chui đầu thôi, không có nón đúng không? Không. À, bộ chui cũng có hơn 100.000, 135.000 thôi mà. Có 135.000 thôi. Mã này đây là 24 cho em nhá, 135.000 một bộ. Em thề các chị không mua ở đâu được nhà em 135.000 luôn á. Không có ở shop nào. Cái này là mua bằng giá sỉ luôn đây này. Bằng giá sỉ luôn đấy. 135.000 cho em nhá. Nguyễn Phượng có 24 ok, bao kiểm tra thoải mái trước khi nhận cho em. Size 18 đến 30 cân cho em nha các chị nhá. 18 cân đến 30 cân cho em 135.000 nhá. 18 cân đến 30 cân cho em màu đỏ với màu hồng. Toàn bộ cái phần chữ này là theo chứ không phải là dán đâu nhá. Kéo khóa này. Đó, kéo khóa cho em nhá. Chất liệu là da cá cho em 24 hồng hoặc 24 đỏ cho em 135.000. 135.000 cho em nhá mọi người nhá. Rồi có một bé trai 33 cân không? Bé trai này này đi. Hả? Không mấy đâu. Rồi, cái này lên cho em mã số 14 này, 24 cho kẹo thiên thần ok này. Bé trai cái này có thể mặc cho cả bé trai cũng được này. Mã này lên cho em mã số là 14 này, mã số 14 cho em bộ dập nổi cho em nhá mọi người nhá. Bộ dập nổi size từ 20 cân cho đến 35 cân cho em mã này, mã số 14 này. 14 cho em với giá 109.000. 109.000. Còn 10 bộ tặng 109.000 nha các chị luôn nhá. Chất liệu cũng là da cá dập nổi cho em nhá mọi người nhá. Đây cái kiểu chét vải của nó là dập như thế này nha các chị yêu, rất là đẹp luôn á. Nó dày lắm, em zoom gần chét cho các chị đây này. Đó. Mã này lên là 14 đi. Bé gái nha, em toàn bé gái mà. Nha em toàn bé gái các chị yêu, nhà em không có bé trai đâu. Mã này lên cho em là 14 đi mọi người nhá. 14 cho em nhá mọi người ơi, có hai màu này nhưng mà không lựa màu nha mọi người nhá, không lựa màu. Bộ này thì trai gái đều mặc được. Bộ này thì trai gái đều mặc được cho em này. Mã này là 14 cho em 109.000. 20 cân đến 35 cân. Còn mấy bộ em sale 109.000 nhá. 20 cân đến 35 cân cho em đi.
20 cân đến 35 cân cho em nhé mọi người. Chị nào lấy thì có này là 14 cho em nhé. Nguyễn Thắng có 23, 2 bộ rồi ok này. Kẹo Thiên Thần có 24 rồi ok nhá. Mã này lên là 14 cho em nhá. 109.000 cho em bộ dập nổi cho em không kèm nón, size 20 cân đến 35 cân cho em. 14, 20 cân đến 35 cân cho em 100, có 109.000 thôi và size đại nha mọi người nhá. Cái size to ấy có 10 bộ thôi, các chị lên cân nặng cho em nhá. 109.000 cho em nha. 109.000 đi. Chị nào lấy thì comment là 14 nhá. 14 cho em hot đi có mũ bây giờ lên. Phước Dung có 14 này, Thùy Đào Thị có 14 ok này. Từ 20 cân đến 35 cân nhá, từ cái này phải từ 5 tuổi trở lên mới mặc được bộ này. 5 tuổi đến tầm 10 tuổi cho em nhá mọi người ơi. 5 tuổi đến 10 tuổi trở lên cho em nhá mọi người nhá. Trai gái đều mặc được bộ này nhá các chị nhá. 109.000, 109.000. Chị Quyền Linh có 2 à, có 14 ok này, chị lấy 2 bộ đi, 2 bộ em lấy cho 2 màu. 2 bộ em lấy cho 2 màu khác nhau. 109.000, 14 cho Lê Thị Tĩnh ok này, 35 cân quay đầu 109.000 nha mọi người nhá. 109.000, giờ chị nào lấy thì comment là 14 kèm cân nặng cho em là có đơn nha các chị yêu nhá. Màu vàng với màu xanh mà không lựa màu luôn nhá mọi người nhá. Nếu như lấy 2 màu thì em sẽ cho 2 bộ khác nhau nhá. 2 màu khác nhau, còn nếu như mà bé sinh đôi thì em sẽ lấy màu giống nhau nha các chị. Rồi chị nào lấy thì comment là 14 đi nhá. 14 cho em 109.000 thôi, rẻ dã man luôn. 109.000. Rồi lên tiếp cho em bộ ngấu này. Này lên màu hồng thì màu đen hồng chứ. Rồi mã tiếp theo lên cho em bộ gấu này. Bộ gấu cho em nhá mọi người ơi, bộ gấu. Đây là bộ chó ấy, bộ gấu, bộ chó chứ. Mickey, bộ Mickey nhá mọi người nha, bộ Mickey cho em này. À lại còn bộ xuất hàng nhà quên mất nhở. Nhà em nhiều bộ quá nên là. Rồi đợi xíu nhá. Rồi lên cho em bộ bộ Mickey cho em, Mickey nón này, Mickey nón này. Mickey nón cho em nhá, theo quần này. Con này có size cho bé là từ 18 cân đến 38 cân à. 18 cân đến 35 cân, 18 cân đến 35 cân cho em bộ này 149.000 một bộ nhá. 149.000, mã này lên cho em mã số là 25 đúng không? Mã số 25, mã số 25 cho em màu hồng này. Và 25 lên cho em màu đen này. 25 màu hồng và 25 lên cho em màu đen 149.000 cho em. Chất liệu là da cá cho em nhá, theo nhá mọi người nhá. Màu đen thì theo trắng cho em rất là nổi luôn nhá mọi người nhá. 149.000 cho em size 35 cân quay đầu nhá. 35 cân quay đầu cho em, chị nào lấy thì comment mã này đây là 25 cho em nhá mọi người nhá. Bộ Mickey hồng hoặc đen, hồng hoặc đen cho em 149.000. 149.000 đồng cho em nhá. 149.000 cho em, mã này là 25 cho em nhá. Màu đen đẹp lắm, màu đen sạch. Màu đen mặc rất là sạch. Cái này bé trai mặc được màu đen này, bé trai mặc được màu đen đây này. Mỹ Kiều 25, Phước Dương 25 ok này. Ngọc Phạm có 25 ok này. 25 cho em nhá mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment là 25 cho em nhá. Bộ Mickey cho em 149.000 nhá. 18 cân đến 35 cân cho em. 18 cân đến 35 cân cho em đây các chị yêu nhá. Váy xanh ở bên sau ạ. Ok, váy xanh ở đợi đợi xí nhá. Chị nào lấy thì comment là 25 đi. 149.000 size đại nha mọi người ơi. Cái này 3 tuổi không mặc được ạ. 3 tuổi nó hơi dài. 3 tuổi hơi dài. 25 cho em bộ gấu sau có. Bộ gấu sau bây giờ chỉ còn size 27 cân thôi. Bộ gấu sau là mã số 13 nhá. Bộ gấu sau là mã số 13, size 27 cân quay đầu cho em. Còn bộ này là mã số 25 cho em nhá mọi người. Size 18 cân đến 35 cân cho em 149.000 một bộ. 149.000 cho em, mã số lên là 25 kèm cân nặng. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị nhá. 25 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho em nhá. 25 Nguyễn Phượng 25 này dơ lại. Trời ơi bây giờ em dơ tiếp thì chị mua được cái gì thì mua thôi. Làm sao mà dơ lại được. Đang còn rất là nhiều hàng ở sau chưa lên hết ấy. Làm sao mà dơ lại được. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã hàng là 25 nhá. 25 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 149.000 một bộ size đại nha mọi người. 18 cân cho đến 35 cân cho em nhá. 18 đến 35 cân cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 18 đến 35 cân cho em. Rồi chị nào lấy comment nhá mọi người ơi. Rồi lên tiếp. À váy sau là mã số 05 nhá. Váy xanh này hả? Váy xanh này là 05 cho em nhá. Váy xanh này là 05 cho em này. Size cho bé là từ 18 cân cho đến 38 cân cho em. Con váy xốp vân hoa này. Cái này chất liệu là xốp vân hoa 05. 135.000 cho em nhá. Đẹp vô đối luôn, sang cực kỳ luôn.
Cái này lên cho em là 05 cho em màu vàng này, màu trắng này. Đẹp lắm. Đây cái này là có vân hoa rất là đẹp luôn. Cái này lên là 05 đi. Minh Minh 25 này, Lê Thị Tĩnh này, 25 ok này. Cái 25 đến màu đen thì bé trai có thể mặc được đấy các chị ạ. Rồi 05 cho em nhá mọi người nhá. Cái này lên là 05 cho em nhá. Màu vàng 05 màu hồng này. Và 05 lên màu xanh cổ vịt này. Bộ gấu sau ở sau không có 30 cân. Nhận được đồ rồi chắc đẹp lắm. Cảm ơn chị Xuyên Nguyễn nhá. Cảm ơn chị này. Rồi Nguyễn Phương 25 ok. Rồi cái này lên là mã số 05 cho em nhá. 05 cho em nhá mọi người. Chắc số vân hoa rất là mềm. Cái này là tay bồng dạng váy tiểu thư cao cấp cho em này. Đẹp lắm. Rất là sang đi tiệc đi cưới đi sinh nhật này cho em rất là đẹp luôn. Size 38 cân quay đầu cho em con này là 05 nhá. 05 135.000 thôi. 135.000 con này là 05 không có 45 kg chị ạ. Nhà em lại không có 45 kg rồi. Bé trai nhà em không có đâu ạ. Bé trai thì có cái mã số 25 đấy mặc vừa ấy. 05 nhá mọi người nhá. Lê Ngọc Hân có 0 có 25 ok này. Anh Trang Sáng có 05 ok này. 05 cho em nhá. 05 100. Cái này đúng không? Màu xanh đúng không chị Bông Thủy? Cái này đúng không? Ok nha. 05 nhá mọi người nhá. Các chị ơi ở trên live thì các chị đặt chắc chắn giúp em đừng có xả mã này mã nọ nha các chị nhá. Đặt chắc chắn giúp em ưng bộ nào đặt chắc chắn cho em nhá. Đi đơn từ 2 sản phẩm trở lên là ok. Có nhân viên có chút đâu. Rồi 05 cho em 100 bao nhiêu? 135.000 05. Phương Nguyễn 05, Ngô Tuyết 05 này. Linh Hoàng có 23 ok rồi lên tiếp cho em một bộ Mickey. À đây có cái áo gió này em tặng này. 15 kg cái 05 này không vừa đâu chị ơi. Lên
tháo khoảng 26, ok, áo này đẹp lắm. Áo này đẹp lắm. Nó dày á, mà cái phần gió này nó không bị nhăn này. Cái phần gió này rất là xịn, không bị nhăn luôn á. Giống hệt cái loại gió người lớn luôn á mọi người ạ. Đây có túi này, xịn lắm. Gió này không hề nhăn luôn, không thấm nước này. Mã này lên là 26 cho em nhá mọi người nhá. 25 đến 40 cân cho em với giá là 99.000 cho em nhá mọi người nhá. 99.000 hồng vàng. Hồng vàng cho em nhá. Màu hồng màu vàng, mã này lên là 26. Nhi Nguyễn có hồng và đen, ok. Mã này lên là 26 cho em 99.000 nha các bác nha. 99.000 cho em áo gió đi. 99.000 26 nha. Lên vừa lên quần to lót lông cho cái chị này cái này. Quần lót lông cho em này. Đây quần lót lông 25 cân đúng không? Rồi lên quần lót lông cho em này. Quần lót lông mã số 27 này. Nguyễn Linh 26 ok nhá. Nhi Nguyễn 26 rồi. 25 rồi. Ok, Mỹ Kiều 26, ok. Áo gió còn mấy cái cho các chị nhanh cùng hết đi. Áo gió đây đẹp lắm. Về mấy trăm hàng mà gần hết rồi. Rồi, lên cho em quần lót lông mặt cười này. Quần lót lông mặt cười cho em này. Lên trong lót lông nhá. Nó níu lọng hết cả đi. Size 15 cân đến 25 cân cho em. Lót lông co giãn 4 chiều. Chất liệu là len nhá mọi người nhá. Cái dạng quần len á. Len pha cốt tông cho em này. Nó lót lông rất là dày. Mã số 27 cho em nhá. Size 15 cân đến 25 cân thì tầm mấy tuổi chị nhỉ? Tầm 2, à không phải, cái này phải từ 3 tuổi mặc được chứ đúng không? Một đích hợp từ 3 đến 6 tuổi mặc được cho em nhé mọi người nhé. Bé nào cao cao thì từ 2 đến 6 tuổi là mặc được cho em. Mã này lên là 27 cho em này, 69.000 một cái quần thôi. 69.000 tôi hết cái này lên bộ hot đi cho. 69.000 cho em nhé mọi người nhé. 69.000 cho em mã này. Mã này lên cho em là 27 cho em nhé. Lót lông mặt cười này, 27 cho em, 69 một quần, 69.000, 15 cân đến 25 cân, 2 đến 6 tuổi mặc được cho em này, rất là mịn nha mọi người ơi, mặc xuống lắm, có 69.000 một quần thôi ạ, 69.000 cho em nhá, quần len này cũng 25 cân đúng không? Đúng không? Hết 25 cân à? À, rồi ok, chị nào lấy thì comment cho em là mã số là 27 cho em nhá mọi người nhá, 27 cho em đi lên bộ hot đi tiếp nha, hot đi tiếp này. Mã authentic này. Rồi lên cho em bộ authentic cho em này. Mã hot đi tiếp này. Mã tiếp theo nha. 3 tuổi à. 27 cho Lê Thảo ok này. Hai cái này. 3 tuổi bộ nhà em thì không mặc được gì hơi dài ấy. Bộ nhà em nó dài, quần nó dài làm dài ấy. Phải 4 tuổi trở lên. Mỹ Ngân có 27 ok. Đọc mã đi chị. Cái này lên cho em mã số 17 cho em này. Mã số 17 nha. Size 20, 17 cân đến 35 cân, 18 cân đến 35 cân, 18 cân đến 35 cân. Mã số 17 đúng không? 17 cho em nhá. 139.000. Mã này lên là 17 cho em, 139.000 đi. Nhớ trang sáng có 27 nữa. Ôi chị, à cắm pin rồi, giật cá mình. Hay lắc cho chị Trần Mỹ, ok, màu đen dồn đơn. Rồi Mỹ Ngân có 27 rồi, ok nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 17 cho em nhá. Có màu hồng này, màu gấu cho em 17 cho em màu vàng này. Bộ này ở bên dưới cũng là bô rông nhá mọi người nhắc nhé. Toàn bộ bên dưới là bô rông hết. Bô rông hết cho em nhá mọi người, dạng thể thao ấy. Dễ mặc, pha phối sọc này. Đấy, có quần có chữ cho em này, chạy rất là đẹp luôn. Mã này lên cho em mã số là 17 cho em nhá. 17 139.000 cho em nhá. Thụng cho bé trai à? Không có bé trai. Không có bé trai nhá. Mã này lên cho em này. Còn quần, nhà em còn quần len. Còn quần len. Có quần thể thao mà chưa về ấy. Quần chip còn chưa, em còn quần chip luôn luôn. Nhà em luôn luôn lúc nào bán quần chip nha các chị ơi. Mặc quần chip hết 3 tháng rồi thay thì nhớ đến em là mua quần chip cho em nhá. Quần chip là 5 cái 99.000, 10 cái 195.000, 20 cái 190.000 cho em quần chip nha. Còn tất bốt có luôn. Tất bốt có luôn. Rồi mã này lên là bao nhiêu? 17. Mã số 17 cho em bộ gấu nhá. 20 cân đến 35 cân, 35-36 cân cho em 17 này. 100 bao nhiêu? 139.000. 139.000 cho em nhá. Màu hồng với màu vàng. 139.000 cho em bộ đó 40 cân. 40 cân thì chỉ lấy màu vàng nhá. 40 cân thì có màu vàng. 40 cân có màu vàng. Màu hồng hết 40 cân rồi ạ. Màu hồng hết 40 cân, các chị lấy màu vàng thì nhà màu vàng thì có 40 cân, còn màu hồng chỉ còn 35 cân, quay đầu cho em nhá. Và cũng chỉ còn có 1-2 bộ 40 cân thôi, không có nhiều đâu. Lên đầm mà đợi em xíu nhá. Lê Nguyệt, à cái gì đây? Thi có 5 quần chip 30 cân ok này. Rồi, chị ơi, hai đơn tổng mềm 4 váy mà chưa nhận được. Đơn 8 ngày rồi, ok, chị Nguyễn Tâm Hưu để em báo bưu điện nhá. Rồi mã này lên là bé cao 1m18-19 cân hóng một mặc vừa không, có vừa số bé nhất, cái này vừa số bé nhất cho em nhá. Đợi xíu lên quần bốt cho. Rồi chị nào lấy thì comment cho em bộ này là 17 cho em, 139.000 mã số 17 cho em nhá. Size từ 20 cân đến 35 cân cho em, màu hồng, màu vàng,
17 cho em size đại. 139.000 nhá, 139.000 đồng cho em. Rồi chân Mỹ có 17 ok này. Con hả nha. Rồi lên tiếp cho em này, quần bốt nha mọi người. Đây quần bốt cho em này. Đâu rồi? Quần bốt để đây đâu nhỉ? Quần bốt này mọi người nhá. Quần bốt này, quần bốt cho em đi. Mã này lên cho em là mã số. Rồi quần bốt cho em nhé mọi người ơi, quần tất mèo này chất liệu là len cốt tông nhé mọi người nhé. Đây rất là đẹp, không bay, không xù và không bị rách. Cái này đảm bảo là không bị rách cho các chị luôn này. Đấy cái này nhìn này, không bị rách luôn cho em. Mã này là bao nhiêu nhỉ? 28. Tuyền đoàn này có 17 này, số hội Thanh Hóa nhá. Mét tư mặc vừa, mét tư mặc vừa nha chị Lê Nguyệt ơi, cái đấy mét tư vừa nha. Thu Kim có quần chip rồi ok nhá. Các chị ơi quần chip này em đã ở trong hộp đây này. Quần chip đây nhá mọi người ơi, đây là chip này. Chip 100% quất tông luôn á, hàng xuất Hàn đấy. Chip này chip Nhật cho em rất là xịn. Chip Nhật cho em rất là xịn luôn á. Đây quần chip nhà em 5 cái này, đủ màu luôn, phổ màu. Quần chip là size từ 18 cân cho đến 35 cân quần chip nhá. Quần chip cho em này 99.000 5 cái cho em nhá. Và 10 cái là 195.000. Đây một hộp này là 5 cái cho em, nó có hộp đàng hoàng luôn á mọi người nhá. Đây là chip chip hàng cái gì hàng Nhật cho em, nó có hộp đàng hoàng luôn ấy, nó xịn lắm. Cái này là hàng cốt tông 100% luôn. Rồi lên cho em quần bốt này. Quần bốt cho em này, bốt Hello Kitty này cho em này, để lấy cái ảnh cho các chị xem nhá. Size cho bé là từ cái này size gì nhỉ? Size 15 cân nhá, 15 cân đến 25 cân cho em, bao tặng 4 triệu. 15 cân đến 25, 27 cân cho em, từ 2 đến 8 tuổi mặc được cho em cái này. Mã này lên cho em quần bốt là mã số 28 luôn cho em đây, bốt này 28 cho em nhá. Cái này sale ngay tặng 45.000 thôi, hôm nay em tặng 45.000 cho các chị luôn. Tặng 45.000 quần bốt cho em nhá mọi người nhá. Tặng 45.000 quần bốt cho em nhá. Chị nào lấy quần bốt thì comment lên cho em là 28 đi, có 45.000 cái thôi, bình thường là bán 50.000. Hôm nay em tặng 45.000 thì cái này em không có lãi đâu cái này. Cái này em thề với các chị là bán cho vui ấy, bán cho các chị đi đơn ấy. Đây này, cái này là dạng len cốt tông nhá mọi người nhá. Cái này là dạng len cốt tông cho em rất là đẹp luôn nhá. Mã này lên cho em là mã số 28 cho em nhá mọi người nhá. 28 cho em, 28 cho em nhá mọi người nhá. 28 là của Mickey nhá. Ok, chip cho Ngọc Hân này. Lâm Loan có quần lót lông ok này. Quần chip 8 tuổi 26 cân cho Thúy Đào Thị ok này. Cho chị xem mẫu đầm trắng phía sau rồi đợi em xíu nhá. Minh Minh có 5 quần chip này ok. Quần chip 5 cái là 99.000. 5 cái 99.000. Cái gì nhỉ? Còn 10 cái là 195.000 cho em nhá. Cái này mã số lên là 28 đi, quần bốt cho em nhá mọi người ơi. Quần bốt size 28 cân quay đầu nhá. 15 đến 28 cân quay đầu quần bốt, bốt cho em 2 đến 8 tuổi mặc được cho em, cao giảm 4 triệu này. Mặc xuống lắm mà không rách. Cái này không bị xước, không bị rách đâu. Tặng cốt tông len nhá. Cốt tông len cho em này. Nó dày và cũng ấm. Thu Hiền 28 rồi ok nhá. Quần tất cho bé 31 cân. 31 cân thì bây giờ hiện tại hết rồi. 31 cân mấy tuổi chị? Hồng Hà cho em một bộ mã 17 là ok nhá. Màu hồng, màu vàng này. Ok, An Thị có quần chip rồi ok. 5 chip này ok nhá. Các chị lên chip thì cứ comment chip cho em. Chip 5 hoặc chip 10 là được nhá. Kèm cân nặng là được nhá mọi người ơi. Đây chip nhà em là nó nguyên một hộp như thế này luôn này. Đó, nguyên một hộp luôn cho em nhá mọi người nhá. Đấy, nguyên một hộp luôn cho em 5 cái nhá. Quần chip 100% cốt tông luôn. Chip nhà em thì không phải chê ở đâu. Bán 5 năm rồi. Không phải chê đâu. Đây, các chị nhận thì có sướng thế. Đây, chip này. Chip sướng lắm. Các chị 3 tháng thay cho con một lần nhá mọi người nhá. 3 tháng thay cho con một lần quần chip cho em nhá mọi người nhá. Đẹp lắm. Thì 100% cốt tông nó sầu xuống cực kỳ luôn á. Rồi ok nhá. Quần bốt 27 cân cho Hoàng Hội ok này. Mỹ Kiều có quần chip ok. Các chị comment là chip 5 hoặc chip 10 cho em mua 10 cái được giảm 5.000 đó. Còn tất bốt là 45.000. Tất bốt là 45.000 cho em nhá. Rồi Đông Lưu có 5 quần chip ok nhá. Quần bốt cho 10 cân á. 10 cân tầm 2 tuổi, à 1 tuổi trở lên là mặc được nha chị Hồng Đào nhá. 10 cân có nhưng mà phải 1 tuổi trở lên. Cái hôm là có quần lưới là cơ. Rồi An Thị có quần chip rồi ok nhá. Rồi quần tất 45.000 thôi. Đây, quần tất bốt cho em 45.000 nha các chị yêu nhá. Quần tất bốt 45.000 một cái thôi nhá mọi người nhá. Gọi ghi là quần bốt cho em hoặc là mã số 28 cho em là được nhá. Quần bốt cho em này, đó, bao giảm 4 triệu này. Đây cái số bé nhất này này. Các em cầm nó bao giảm như thế này các bạn, sướng cực, mặc sướng lắm. Còn đây là quần len. Miễn ship không miễn ship đâu. Nhà em bán rẻ này miễn ship sao được. Hả?
Zalo có quần bốt 2 chiếc ok này. Rồi lên cho em quần len này, quần len cho em này. Siêu dày. Cái này lấy cho con mặc để bán luôn á. Mã số 29 cho em là quần len. Quần len cho em nhá, rất là dày và rất là nhanh. 31 cân 6 tuổi quần tất à. Chiều dài thì vừa. Nhưng mà không biết chiều rộng thì có vừa không nhỉ? Nó co giãn 4 chiều mà. 31 cân quần tất. Không được đâu nhỉ? Không được đâu, em sợ mặc nó chật quá ấy. Thôi 25 cân thôi, em chốt 25, 27 cân thôi. Rồi lên cho em quần len này. Mã quần len lên cho em này. 29 nhá, size 10, 13 cân này. 13 đến 20 cân cho em này. Quần len gấp gấu cho em nhá. Quần này em tặng các chị luôn này, 60.000 một quần. 60.000 một quần cho em quần này cho em nhá. Lên váy nhá. Váy tí này nhá, váy tí này nhá. Rồi chị nào lấy thì comment cho em quần len này. Mã số là 29 đi. 29 quần len đủ màu luôn. 29 60.000 nha mọi người nhá. 29 cho em quần len 60.000 luôn. 60.000 một quần cho em nhá. Lấy cho con mặc ấy, thích lắm. Nó dày, nó co giãn 4 chiều cho em mà không bị bay chất đâu. Đây các chị nhìn em kéo này. Đó, nó vẫn nguyên này. Vẫn y nguyên luôn cho em. Điện thoại mình lên số điện thoại đi chị ơi. Quần chip 99, à quên 10 cái là 99.000. Còn chip 10, à quên chip 5 cái là 99.000. Còn chip 10 cái là 195.000 nhá. Chị Mai Tuyến nhá.